Quân Tiêu Dao xuyên không vào tu chân giới Hoang Thiên Tiên Vực, tại đây Quân Tiêu Dao trở thành thần tử của Quân gia. Quân gia chính là tiên vực một phương cực điểm huy hoàng thế lực, truyền thừa vô số kỷ nguyên, tổ tiên từng là vô thượng đại đế của tiên giới. Quân Tiêu Dao trực tiếp sinh ra tại vạch đích mà bao người mơ ước, có cha là Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối, gia chủ đời đầu của Quân gia, mẹ là thần nữ Khương Nhu của Khương gia, một trong các thái cổ thế gia. Không những thế, Quân Tiêu Dao còn có được thể chất thái cổ thánh thể xếp trong 5 vị trí đầu của 3000 thể chất đặc thù, thánh thể tu luyện đến đại thành thậm chí có thể khiêu chiến cổ chi đại đế. Quân Tiêu Dao còn có thêm một hệ thống đăng nhập vị trí để nhận thưởng. Quân Tiêu Dao có bối cảnh kinh người, tuyệt thế thể chất thái cổ thánh thể, cùng với hệ thống siêu cấp cho những phần thưởng vô cùng hắc lem. Quân Tiêu Dao từng bước tu luyện và thu nhận tùy tùng cho cuộc chiến tranh giành vị trí gia chủ Quân gia đời tiếp theo. Sau này trưởng thành tìm cách cứu lấy phụ thân Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối trong hiểm cảnh. Vô số năm sau, Bạch Y Thần Vương Quân Tiêu Dao ngồi giữa chúng sinh mà vạn cổ bất diệt, lạnh lùng quyết đoán tiêu diệt vô số vương tộc, đế tộc, thái cổ tộc để tranh giành cơ duyên. Những tình tiết gây cấn của bộ truyện thế nào thì mời tất cả các anh em cùng theo dõi nhé. Mở đầu bộ truyện là cảnh một đứa trẻ sơ sinh đang dần mở mắt ra, trong đầu thầm nghĩ, mình đang ở đâu đây? Hai cánh tay nhỏ nhắn đung đưa vô định trước mặt. Lúc này ở thái cổ tiên vực tại Quân gia xuất hiện một tiếng động lớn, kèm theo đó là một dị tượng có ánh sáng màu vàng, dị tượng Long Phụng Trình Tường hân hoa nhảy múa. Sau đó một tia sáng màu vàng từ giữa dị tượng chiếu thẳng xuống Quân gia. Lúc này tại cung thiên đế của Quân gia, một lão giả tên Quân Chiến Thiên, chính là một người quyền cao chức trọng trong tộc lão của Quân gia. Quân Chiến Thiên đưa hai tay lên trời hô lớn, cầu cho thiên đạo phù hộ cho Quân gia ta sinh ra một kỳ lân tử. Quân Chiến Thiên vừa khấn vái thiên đạo xong thì từ bên trong vang lên thông báo, tộc lão ơi, phu nhân đã sinh rồi, là một đứa con trai. Quân Chiến Thiên bất ngờ quay người lại nhìn, ánh mắt vô cùng vui mừng nói, mau bế đứa bé ra đây cho ta xem thử xem nào. Quân Chiến Thiên trong tay ôm tiểu hài tử vô cùng vui mừng, còn đứa bé thì mặc vô cùng ngơ ngác thầm nghĩ, mình vừa xuyên không rồi à. Quân Chiến Thiên đưa đứa cháu lên và nói, cháu ngoan của ta, ta là ông nội của cháu đây. Lúc này xuất hiện hai đạo thân ảnh trước mặt của Quân Chiến Thiên. Hai đạo thân ảnh dần hiện ra, thì ra là hai vị trưởng lão của Quân gia. Một người vuốt râu nói, đứa bé này hoài thai 10 năm cuối cùng cũng sinh ra rồi sao? Còn tên trưởng lão tóc bạc phơ kia thì đưa tay nói, Chiến Thiên à, mau đưa ta ôm đứa bé xem nào. Vừa tiến lại gần thì một huyền ảnh huyền long xuất hiện trước người của tiểu hải tử kia. Cả hai vị trưởng lão vô cùng bất ngờ thốt lên, đó là thái cổ thánh thể ư? Sau khi tra xét thì vô cùng buồn bã nói, quả là không sai, chính là thái cổ thánh thể, thật là đáng tiếc mà. Trong tự nhiên có tồn tại các loại duyên phận khiến cho thai nhi cảm nhận được trời đất trợ giúp sinh ra các loại thể chất đặc biệt. Trong tổng cộng 3000 thể chất đặc biệt thì thái cổ thánh thể xếp trong 5 vị trí đầu của 3000 thể chất kia, cùng với vĩnh hằng tiên thể, hỗn độn thần thể, thương thiên phách thể, các loại chí cường thể chất tranh phong vị trí đứng đầu. Thánh thể tu luyện đến đại thành thậm chí có thể khiêu chiến cổ chi đại đế, nhưng thời kỳ kim cổ trời đất thay đổi quy luật, không còn phù hợp cho thái cổ thánh thể tu luyện, thậm chí thiên đạo còn tạo ra 10 đạo xiềng xích trói buộc thánh thể phát triển. Sau đó vị trưởng lão này vỗ lên vai của Chiến Thiên và nói, mặc dù đứa trẻ này khó mà tu luyện được, nhưng với địa vị của Quân gia ta ở tiên vực, đủ để cho nó trải qua những ngày tháng tốt đẹp như hoàng đế thế tục cũng không phải là khó. Ánh mắt của Quân Chiến Thiên lúc này thì vô cùng buồn bã nhìn về phía của đứa cháu trai của mình, còn tiểu hài tử kia lúc này thì chợt truyền đến một cảm giác lạ. Sau đó một âm thanh kỳ lạ vang lên, chúc mừng ký chủ đã đăng nhập, hệ thống kiểm tra cho thấy đăng nhập ở cung thiên đế. Có muốn tiến hành đăng nhập ngay lập tức không? Hệ thống nhắc nhở ký chủ khi mới đăng nhập có thể kích hoạt bạo kích ngẫu nhiên, nhận được phần thưởng từ năm sau trở lên. Nhìn thấy cửa sổ hệ thống thì tiểu hài tử này đăm chiêu suy nghĩ, sau đó chấp nhận đăng nhập, hệ thống liền hiện lên thông báo, chúc mừng ký chủ đăng nhập thành công, đạt được phần thưởng 8 sao hiếm có, một bộ thái cổ thánh thể đại thành. Sau khi hệ thống hiện lên thông báo thì trong mắt của tiểu hài tử đột nhiên phát lên ánh sáng màu vàng vô cùng chói mắt. Cả hai tên trưởng lão bị một màn này làm cho bất ngờ, ánh sáng màu vàng kim ngày càng cường đại hơn bao quanh lấy cơ thể của tiểu hài tử. Lúc này xung quanh thân thể của tiểu hài tử xuất hiện ra 10 đạo xiềng xích của thiên đạo, không đến một cái nháy mắt thì đạo kim sắc xiềng xích thứ nhất vỡ nát. Oanh một tiếng, một cổ vô cùng kinh khủng khí huyết tuôn trào, sau đó liên tiếp các đạo kim sắc xiềng xích thứ hai, thứ ba và thứ tư, cuối cùng 10 đạo xiềng xích cùng nhau vỡ vụn. Quân Chiến Thiên vô cùng bất ngờ đến chảy cả mồ hôi hột khi xảy ra sự biến hóa này, trên tay thì vẫn còn ôm chặt lấy đứa cháu trai yêu quý của mình. Sau đó toàn bộ cung thiên đế rung động hào quang đại phóng, trên 9 tầng mây phong vân biến sắc sấm sét phun trào. Có rất nhiều thánh nhân hư ảnh theo thương khung nổi lên lít nha lít nhít, số lượng hơn vạn người, đều là hướng về phía của Quân gia mà bái lại. Một màn này dị tượng kích động đến toàn bộ Hoang Thiên Tiên vực, Chiến Thiên bị từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cho há hốc mồm đứng hình mất 5 giây. Các vị trưởng lão thì cũng bất ngờ nhìn về phía của dị tượng vạn thánh triều bái kia, sau khi lấy lại được bình tĩnh thì Quân Chiến Thiên cuối cùng cũng ngậm lại được mồm. Sau đó vui mừng nâng đứa cháu trai kỳ lân tử của mình lên hô vang, chúc mừng, thánh thể dị tượng đây mà. Đúng là vạn thánh triều bái mà, ha ha ha, cháu trai của ta có tư chất trở thành đại đế đây mà. Thái cổ thánh thể đại thành ước chừng nắm giữ 6 loại dị tượng, toàn bộ sau khi thức tỉnh 6 loại dị tượng hình thành lục đạo luân hồi, có thể vô địch trong tiên giới đó. Lúc này thì tiểu hài tử mặc sự chân thầm nghĩ, cái oát đờ heo gì vậy trời, mấy tên này sao làm màu kinh vậy. Hai vị trưởng lão của Quân gia thì cũng hùa theo, thái cổ thánh thể trời sinh phá bỏ xiềng xích của thiên đạo, quả là từ xưa đến nay chưa từng thấy, thái cổ long tộc kia sinh ra được tên Long Ngạo Thiên mà đã dương dương tự đắc. Lần này long tộc bị chúng ta và Mục Phát thật đau rồi, ha ha. Tiểu hài tử thì càng bất lực hơn thầm nghĩ, bọn họ khoe khoang như thế bây giờ như ta đã là vô địch rồi ư? Hay là sau này vẫn nên khiêm tốn một chút thôi nhỉ? Lúc này Quân Chiến Thiên ôm đầu suy nghĩ, vẫn còn chưa đặt tên cho cháu trai bảo bối của ta nữa, các ngươi thấy gọi là Quân Trường Sinh nghe thế nào? Hai vị trưởng lão mặt đầy khinh bỉ chỉ tay về phía của Quân Chiến Thiên nói, ngươi mà đặt tên như vậy cho nó thì sau này nó lớn lên không nhận ngươi làm ông nội luôn đó. Đặt tên gì đâu mà quá tầm thường, quá thông tục, không có khí chất gì cả. Đột nhiên mẹ ruột của nhân vật chính của chúng ta xuất hiện, chính là một nữ tử tóc cam tên là Khương Nhu.
Nữ tử này nói vậy chỉ bằng gọi thằng bé là Quân Tiêu Dao đi, thành tiên thì dễ mà Tiêu Dao tự tại thì khó. Ta chỉ hy vọng con trai ta sau này có thể Tiêu Dao ung dung cả đời. Cả ba vị tộc lão của Quân gia đối mặt với đề nghị của Khương Nhu thì không thể không chú ý, bởi vì thân phận của Khương Nhu cũng không hề đơn giản, chính là thần nữ của Khương gia, một trong các thái cổ thế gia. Quân Chấn Thiên ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì cũng đồng ý nói, vậy thì đặt là Quân Tiêu Dao đi. Thành tiên thì dễ mà Tiêu Dao thì khó, đây đúng là một câu mà tên bất hiếu kia từng nói mà. Sau đó vị trưởng lão tóc trắng liền đáp, Chiến Thiên ngươi đừng lo, Quân Vô Hối là Bạch Y Thần Vương, cũng có thể thằng bé vẫn chưa biến mất, chỉ là đang bị vây hãm ở nơi nào đó thôi. Quân Chiến Thiên nghe vậy thì ánh mắt trầm tư đầy suy nghĩ nhìn về phía của cháu nội mình đang vô cùng vui vẻ đầy sức sống thì cũng gật đầu nói, ta cũng mong là như vậy. Cùng lúc đó ở nghĩa trang của Quân gia là Quân gia tổ mộ, nắp của một chiếc quan tài bằng đá đang rung lên dữ dội. Tất cả những người bên dưới thấy chấn động thì đưa sự chú ý dồn về hướng của chiếc quan tài đá đó, sau đó vô cùng bất ngờ sợ hãi đồng thanh hô lớn, không hay rồi, quan tài của lão tổ tông không áp chế được nữa rồi, chiếc quan tài bằng đá này quang mang đại phóng như bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra. Quay trở lại nhân vật chính của chúng ta, Quân Tiêu Dao lúc này đang nằm ngủ một cách bình thản. Còn Quân Chiến Thiên thì chống nạnh và nói, hai vị tộc lão, chuyện Tiêu Dao là đại thành thánh thể, một khi bị truyền ra ngoài hậu quả sẽ không thể coi thường. Chúng ta cần cùng nhau ra tay ẩn giấu thánh thể không ổn định trên người Tiêu Dao lại mới được. Hai vị tộc lão thì cũng gật đầu đồng ý và nói, quả thật có không ít thế lực ở tiên vực nhắm vào Quân gia ta, đúng là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ mà, Quân Tiêu Dao hiện tại có thể nói là bảo vật của Quân gia ta, một chút sai lầm cũng không thể xuất hiện. Quân Tiêu Dao nghe và hiểu hết, đưa hai ngón tay lên lai và thầm nghĩ, lão gia tử ta hiểu mà, làm việc sẽ bình tĩnh khiêm tốn, các vị đừng lo. Quân Chiến Thiên quay về phía của Khương Nhu và nói, con nhanh bế thằng bé qua đây đi. Còn Khương Nhu thì vui vẻ đồng ý nói, vậy thì làm phiền cha và các vị tộc lão rồi. Sau đó cả ba cùng nhau kết ấn thi triển phong ấn ẩn giấu thánh thể của Tiêu Dao, một đạo ánh sáng màu vàng cam đánh thẳng lên người của Tiêu Dao. Tiêu Dao lúc này ở bên trong của đạo ánh sáng này nhìn về hai bàn tay và nói, lơ lửng trong không khí à, có cảm giác mất đi trọng lực nhỉ. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lẽo thình lình từ thiên khung vang vọng đến, đám ngu xuẩn các ngươi rốt cuộc đang làm gì thế hả? Đột nhiên một bức tường linh lực màu vàng ngăn cản lại cột ánh sáng đang chiếu thẳng vào người của Tiêu Dao, vị trưởng lão tóc trắng vô cùng bất ngờ. Sau đó một tiếng nổ lớn chia cách cung thiên đế làm hai nữa, Chiến Thiên lúc này liếc mắt nhìn về phía đó và nói, ngay là thập bát thế tổ sau, sau vụ nổ thì Tiêu Dao được một vị lão già tóc bạc phơ ẩm trên tay. Không ai khác chính là thập bát thế tổ của Quân gia. Ba vị tộc lão nhìn thấy thập bát thế tổ thì vội quỳ xuống hành lễ và nói, vãn bối là tộc lão của Quân gia, cung nghênh thập bát thế tổ xuất quang. Thập bát thế tổ lúc này thì ánh mắt vô cùng giận dữ nhìn về phía ba tộc lão và nói, con cháu Quân gia ta từ bao giờ phải làm mấy chuyện che giấu như thế này, lẽ nào ngay cả một đứa trẻ cũng không bảo vệ được sao? Tiêu Dao lúc này thì lấy hai tay nghịch râu của thập bát thế tổ trong đầu thẩm mỹ, lại có thêm một lão gia tử xuất hiện trong cũng hiền lành đó, nhưng mình sắp không nhớ nổi tất cả luôn rồi. Quân Chiến Thiên sau khi nghe gặp bác thế tổ trách mắng thì cung kính đáp, lão tổ xin chớ tức giận, là ta sợ sau này có người gây bất lợi cho cháu trai của ta mà thôi. Thập bát thế tổ nghe vậy thì ánh mắt đằng đằng sắc khí tỏ ra lam mang, giọng điệu vô cùng lạnh lùng nói, ta xem ai dám làm ra chuyện đó, truyền lời của ta ra bên ngoài, nếu có ai dám gây bất lợi cho đứa trẻ này, lão hữu ta không ngại dấy lên một trận chiến bất diệt tới mức long trời lở đất. Cả ba tộc lão bên dưới thì vô cùng sợ hãi khi nghe đến trận chiến bất diệt đến đổ cả mồ hôi hột. Sau đó hai tên tộc lão kia truyền âm với nhau, trận chiến bất diệt là đại chiến thế giới do chính cảnh đạo thống khởi xướng, đến mức long trời lở đất muôn dân đổ máu mà, thế tổ lại sẵn sàng vì một đứa trẻ mà làm như vậy ư? Chiến Thiên lúc này lại ngước lên nói với thế tổ, ý của ngài là ngài muốn xuất tử quan bảo vệ cho đứa trẻ này chu toàn à? Thế tổ lúc này ánh mắt vô cùng kiên định lạnh lùng nói, tại sao lại không cơ chứ, tử quan là một loại phương thức tu hành cực đoan nhất do các tu sĩ cấp cao của tiên vực tìm ra, phong ấn bản thân trong một quan tài cách biệt với ngoại giới, nếu thành công sẽ thoát ra khỏi quan tài và nếu thất bại sẽ niêm phong quan tài mãi mãi và chết trong đó. Thập bát thế tổ lúc này dùng tay đùa giỡn với Tiêu Dao cười và nói, tiên thiên đại thành thái cổ thánh thể đây là thần tử trời ban cho Quân gia ta, là một đại khí vận, sau này tất cả tài nguyên của Vương gia đều phải nghiêng về đứa trẻ này, ngoài ra ta sẽ trao tặng cho đứa trẻ này linh hiệu tự liệt. Nghe thế tổ nói đến linh hiệu tự liệt thì cả ba tộc lão vô cùng bất ngờ mà thốt lên, vãi cả linh hồn, thằng bé được ban linh hiệu tự liệt ư? Còn Tiêu Dao thì chả hiểu mẹ gì thầm nghĩ, linh hiệu tự liệt là cái oát đờ heo gì vậy, thiết lập lúc mới bắt đầu nhiều quá rồi, chả có ai giải thích cho ta hiểu cả. Linh hiệu tự liệt nghĩa là các tộc nhân của nhất tộc Quân gia có thể lên tới cả vạn người, trong đó chỉ có 10 người trong danh sách đặc biệt mới có đủ tư cách được lão tổ ban cho tự liệt. Sở hữu tự liệt này có ý nghĩa là có tư cách tranh giành chức vị gia chủ đời tiếp theo, từ trước đến nay chỉ có một người có thể đứng đầu 10 sự tồn tại đặc biệt này, đó chính là gia chủ đời đầu của Quân gia ta, linh hiệu tự liệt đời đầu tiên cũng chính là phụ thân của Quân Tiêu Dao, Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối. Lúc này Chiến Thiên lại nói với thế tổ, sắp xếp như này vãn bối sợ là không ổn đâu, bởi một người có tư cách tự liệt đều cần trải qua vô số thử thách, đứa trẻ này vừa mới được sinh ra đã đạt được linh hiệu tự liệt, chúng ta phải thuyết phục mọi người như thế nào đây? Thế tổ ánh mắt trầm xuống và nói, nếu bọn chúng không phục vậy thì sau này bọn chúng có thể đến để cướp linh hiệu này mà, chuyện đó ta không quản đâu. Nghe đến đây thì Tiêu Dao trợn mắt há hốc mồm sợ hãi, có phải lão gia tử này đang cắm đầy cờ cho mình không thế, để ta trở thành mục tiêu của tất cả mọi người ư? Ta chỉ là một đứa trẻ thôi mà để cho ta nằm yên mặc kệ sự đời không được sao? Thế tổ thì không biết được Tiêu Dao đang nghĩ gì, vui vẻ nô đùa đùa giỡn với bảo bối Tiêu Dao của mình. Còn Chiến Thiên thì ánh mắt trầm tư suy nghĩ, Vô Hối à, con trai của con đã chờ đợi rồi đó. Còn Tiêu Dao lúc này thì đang trần truồng khóc rốt nước mắt thầm nghĩ, có thể đừng đùa giỡn với ta nữa được không, ai mặc quần áo cho ta đi mà, lạnh teo mát tờ gym của ta thì sao? Đột nhiên một cửa sổ hệ thống hiện ra trước mắt của Quân Tiêu Dao với dòng chữ, địa điểm đăng nhập đã được cập nhật, xin ký chủ đăng nhập đến Thái Nhạc Cổ Bi.
Ánh mắt của Tiêu Dao nhìn về phía cửa sổ hệ thống thầm nghĩ, Thái Nhạc Cổ Bi là ở đâu cơ chứ? Thám thoát 3 năm sau ở ngay phía trước cửa của Cung Thiên Đế Quân gia, một tiếng giao thất thanh của một nữ đệ tử. Số đặc biệt đây thần tử quân gia làm kinh động đến thập bát thế tổ xuất quan đã 3 tuổi rồi, tìm ta để mua tin tức mới nhất của thần tử đê. Số lượng lớn có ưu đãi nha bà con ơi. Cùng lúc đó ở trong hoa viên của quân gia, lúc này Quân Chiến Thiên đang ngồi giảng dạy cho Tiêu Dao và nói, Tiêu Dao sau đây ta sẽ nói về cái cốt yếu, con phải nghe cho thật kỹ nhé. Tu hành ban đầu là nhục thân cảnh, tổng cộng có 5 đại cảnh giới, chỉ cần thiên tài địa bảo được nuôi dưỡng là có thể đại thành. Kế tiếp là thần tàng cảnh cũng có 5 đại cảnh giới, phân ra thành 5 tạng khí cơ bản là tim gan lá lách phổi thận. Đến khi đại thành thần tàng ngũ cảnh là có thể tụ linh hải, ngưng thần quang hóa chân linh. Tiêu Dao hai tay chống lên cầm thản nhiên hỏi, ông nội à, vậy đột phá thần tàng cảnh cần thời gian là bao lâu ạ? Chiến Thiên vuốt râu nhắm mắt ung dung đáp, người bình thường thì cần 5 năm thời gian, còn những thiên kiêu của các thế gia thì chỉ cần có 3 năm. Còn con thì có thể 1 đến 2 năm là đủ rồi. Tiêu Dao lấy tay sờ lên phía đan điền của bản thân và nói, phải 1 đến 2 năm lận à, nhưng con cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá được mà. Chiến Thiên ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dao và nói, vậy con thử vận công cho ta xem thử xem nào. Sau đó Tiêu Dao nhắm mắt ngồi xuống nhập định, linh khí xung quanh dần dần được xúc động. Chiến Thiên nhìn thấy linh khí được xúc động nhanh chóng thì cũng vô cùng bất ngờ thầm nghĩ, không hổ là cháu trai của ta, nhanh như vậy mà đã nhập định được rồi, năng lực và tư chất này thật quá là biến thái mà. Nhưng mà khoan đã, dừng khoảng chừng là 5 giây, không ngờ Tiêu Dao lại trực tiếp đột phá 2 cảnh giới mà không bị một chút khó khăn nào. Sau đó Chiến Thiên lại vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Tiêu Dao liên tiếp đột phá 5 cảnh giới của luyện thể, hàng loạt những tia linh lực cuồng bạo được hấp thu dễ dàng. Sau đó Tiêu Dao thở dài ra một hơi, sau đó vui vẻ hớn hở nói với ông nội, hình như con đột phá thành công thần tàng cảnh rồi phải không ông nội? Nhưng sau đó thì Tiêu Dao vô cùng bất ngờ muốn lồi cả mắt khi thấy ông nội hạnh phúc đến mức sắp thăng luôn. Sau đó Tiêu Dao đến đỡ Chiến Thiên lên và nói, ông nội không sao chứ hả? Còn Chiến Thiên thì hạnh phúc đến phát khóc và nói, ông nội không sao đâu, chỉ là ông nội rất cảm động và hạnh phúc thôi. Tiêu Dao, để chúc mừng con đột phá thần tàng cảnh, ông nội muốn tặng cho con một món quà, con có muốn cái gì không nào? Tiêu Dao lúc này đổ mồ hôi thầm nghĩ, ngay cả khi ông nội muốn hỏi mình muốn cái gì, nhưng mình vẫn chưa hiểu hết về thế giới này nữa, thì làm sao mà biết mình muốn cái gì chứ? Đột nhiên Tiêu Dao nhớ lại nhiệm vụ của hệ thống vào 3 năm trước, sau đó liền nói với ông nội, ông có biết Thái Nhạc Cổ Bi là gì không ạ? Còn Chiến Thiên thì quay sang nhanh chóng đáp, Thái Nhạc Cổ Bi à, thật là trùng hợp, không có ai hiểu về Thái Nhạc Cổ Bi hơn ông nội của con đâu. Đó vốn là một tấm bia đá ở Hoang Thiên Tiên Vực, chỉ cần tấn công nó thì có thể kiểm tra đo lường được cường độ của nhục thân. Sau đó bị quân gia chúng ta đào lên đặt ở sân đấu võ, được dùng để kiểm tra đo lường thể lực của các đệ tử hậu bối. Tiêu Dao nghe vậy thì thở phào vui mừng thầm nghĩ, thật là tốt quá, nó không ở xa lắm, nói chung bây giờ chỉ cần đến đó thôi. Sau đó Tiêu Dao kéo áo của ông nội làm vẻ mặt cầu xin, hai mắt sáng rỡ nói, ông nội à, ông có thể đưa con đi xem Thái Nhạc Cổ Bi kia không ạ? Con đã đột phá thần tàng cảnh rồi, cũng có thể kiểm tra đo lường cường độ nhục thân rồi nhỉ? Chiến Thiên thì vô cùng vui vẻ nâng Tiêu Dao lên vai và nói, ha ha, được thôi, để ông nội đưa con đi. Lúc này tại sân đấu võ của quân gia, một người bước lên phía trước của Thái Nhạc Cổ Bi, thì ra là một nữ tử ước chừng 14-15 tuổi, tóc vàng y phục trắng, chạm tay vào cổ bi kia, nữ tử với ánh mắt xanh, tóc vàng, da trắng nõn nà, điểm dáng môi anh đào, khí chất cao quý thanh tao, lịch sự vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổ bi, sau đó một tay vận chuyển linh lực thở ra một hơi vào thế tấn công, ánh mắt nữ tử vô cùng kiên định, sau đó dồn hết linh lực vào cánh tay phải, xuất ra Chấn Thiên Kim Trưởng về phía Thái Nhạc Cổ Bi. Sau một tiếng động lớn, linh lực tản phát ra xung quanh. Nữ tử sau khi xuất thủ thì vẻ mặt vẫn vô cùng lạnh lùng, trên Thái Nhạc Cổ Bi kia liền xuất hiện chỉ số đo lường cường độ nhục thân của nữ tử tóc vàng kia là 15 vạn cân. Các tên đệ tử khác nhìn thấy một cảnh này thì vô cùng cảm thán nói, đúng là giỏi thật, đạt được đến 15 vạn cân. Năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi rồi chứ? Cô gái đó là một đệ tử của phân gia, hình như cô ấy cũng khá nổi tiếng. Đột nhiên một nữ tử tóc đen mắt đỏ, mặt vô cùng đáng ghét xuất hiện và nói, đây có gì mà đáng kinh ngạc chứ? Quân linh lung này mệnh danh là Thất Xảo Linh Lung Tâm, tương lai thế nào cũng thành thánh, sao mà so với lần kiểm tra đo lường trước chỉ tăng lên có 3 vạn cân khí lực vậy chứ? Các đệ tử khác thì nói 3 vạn cân là rất lợi hại rồi mà còn đòi gì nữa. Một nữ đệ tử khác thì thầm nói nhỏ sau lưng, đó chính là Lan Thanh Nhã, là tùy tùng của một trong 10 tên trong danh sách có danh hiệu Tự Liệt Quân Trường Kiếm, đừng có chọc giận cô ta không thì không có kết cục tốt đẹp đâu. Sau đó Lan Thanh Nhã tiến đến gần chỗ của Quân Linh Lung và nói, ôi chao, sao không trả lời ta, bộ không nói nên lời à? Còn Quân Linh Lung thì vẫn trầm tư không đáp, sau đó phớt lờ bán cho Thanh Nhã nguyên đống bơ, quay lưng rời đi, khiến cho Lan Thanh Nhã vô cùng tức giận chửi lớn, con ả khốn kiếp kia không được phớt lờ ta như vậy. Sau đó mặt vô cùng gian xảo nói, nghe nói cô từ chối lời mời của Trường Kiếm công tử có phải không? Quân Linh Lung ánh mắt vô cùng nguy hiểm đầy sắc khí nói, đúng thì đã sao, đã muốn lựa chọn chủ quân đương nhiên phải thận trọng, Quân Trường Kiếm thực lực không tệ nhưng hơi thiếu khí lượng, bằng không thì sao lại mặc kệ cô đến tìm ta gây phiền phức. Sau đó lạnh lùng khua tay rời đi. Lan Thanh Nhã bị phớt lờ còn bị sỉ nhục thì vô cùng tức giận, hai tay nắm chặt cả người run lên, sau đó thi triển đòn tấn công về phía của Linh Lung và quát lớn, ngươi đúng là tự cao tự đại mà, ta phải thay Trường Kiếm công tử dạy dỗ ngươi. Thanh Nhã chưa kịp thi triển đòn tấn công thì đã bị Linh Lung nắm chặt tay bóp mạnh đến không còn sức phản kháng. Linh Lung lúc này ánh mắt lạnh lùng nói với Thanh Nhã, dựa vào cô mà cũng muốn dạy dỗ ta ư? Vẫn là về nhà học thêm đi. Đột nhiên lúc này Tiêu Dao xuất hiện và nói, chính là chỗ này ư? Làm cả Linh Lung và Thanh Nhã vô cùng bất ngờ nhìn về phía Tiêu Dao. Linh Lung thì ánh mắt bất ngờ thầm nghĩ, đứa trẻ đó là ai vậy chứ, xuất hiện ở đó từ khi nào thế, ta vậy mà không có chút cảm nhận. Khi Tiêu Dao chạm vào Thái Nhạc Cổ Bi thì hệ thống liền hiện lên thông báo, chúc mừng ký chủ đã đăng nhập đến Thái Nhạc Cổ Bi thành công, chúc mừng ký chủ đạt được phần thưởng 6 sao thần tượng Trấn Ngục Kình.
hệ thống đang cấp phát phần thưởng cho ký chủ. Thần tượng trấn ngục kình là thần tượng trấn ngục, lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng. Giơ tay nhấc chân như thần tượng chi lực, đại thành cơ thể có 10 vạn hạt nhỏ. Mỗi một hạt nhỏ có thể so với sức lực của một thần tượng, tức tỉnh 10 vạn hạt nhỏ thì là 10 vạn thần tượng chi lực ra thân, một quyền xuống phá núi đất biển. Toái diệt sao trời phá vỡ nhật nguyệt trong một ý niệm, Quân Tư Dao lúc này nhìn về mô tả của thần tượng trấn ngục kình trong đầu thầm nghĩ, phần thưởng 6 sao là thần tượng trấn ngục kình à, lần đăng nhập trước đạt được đại thành thái cổ thánh thể, hình như là 8 sao thì phải, cấp độ sao là cường độ cấp bậc phần thưởng và công pháp sao, cũng không biết cao nhất là mấy sao nữa. Tư Dao đang suy nghĩ thì bị Thanh Nhã từ phía sau quá lớn. Này tên tiểu quỷ kia, ngươi là ai vậy hả? Có biết đây là đâu không? Đây không phải là nơi mà thằng quỷ nhỏ như ngươi nên đến đâu. Tư Dao bị quát lớn ngắt mạch suy nghĩ thì vô cùng tức giận, quay sang mặt đầy khó chịu thầm nghĩ. Âm thanh sồn sồn inh ỏi như vịt đẹt nhức đầu thật chứ. Tư Dao sau đó chống tay tự tin nói, cô hỏi ta là ai à? Ta là Cung Thiên Đế. Quân Tư Dao có ý kiến gì không? Quân Linh Lung nghe đến Cung Thiên Đế thì giật mình, còn đám đệ tử bên dưới thì xôn xao bàn tán. Lẽ nào đứa trẻ này chính là người làm cho Thập Bát Thế Tổ xuất quan ư? Được ban cho thân phận thần tử khi vừa mới chào đời. Lúc này Thanh Nhã vô cùng lo lắng, cả người không yên thầm nghĩ, cái gì vậy, sao tất cả đều kích động đến như thế chứ? Còn Quân Linh Lung thì trầm tư không nói lời nào, lấy tay ấn đầu của Thanh Nhã xuống đất và lập tức quỳ xuống hành lễ nói, đệ tử Quân gia bái kiến thần tử. Thanh Nhã bị đè đầu một phát thật đau xuống đất thì mặt đầy uất ức thầm nghĩ, đồ khốn nạn Linh Lung này, chắc chắn là cô ta cố ý mà. Sau đó cũng quỳ xuống hành lễ nói, bái kiến thần tử, vừa rồi là ta đã vô lễ, xin thần tử tha lỗi. Đám đệ tử bên dưới lúc này cũng trợn mắt hiểu ra vấn đề, tất cả liền cung kính quỳ xuống bái kiến thần tử. Tư Dao lúc này mặt không cảm xúc cạn lời với bọn bên dưới thầm nghĩ, chuyện gì đây, lúc nãy không nên nhảy ra chất vấn người ta, sau đó tự mình lại bị làm bẽ mặt rồi, xây dựng uy tín trước mặt mọi người sao? Sau đó Tư Dao quay người về phía Cổ Bi và thầm nghĩ, Thái Nhạc Cổ Bi có thể kiểm tra đo lường được cường độ thân thể, đằng nào cũng đến rồi không thử thì làm sao mà biết được. Sau đó Tư Dao vào tư thế chuẩn bị tấn công, hít vào một hơi nhắm mắt nhập định, sau đó đọc lại khẩu quyết của thần tượng trấn ngục kình. Đây là một công pháp thể tu nên sau đó xuất hiện nên một huyễn ảnh của thần tượng màu vàng bên trên của Tư Dao. Thấy một màn này thì cả Linh Lung và Thanh Nhã vô cùng bất ngờ nhìn không chớp mắt, hai mắt của Tư Dao khẽ động. Sau đó toàn lực thi triển thần tượng trấn ngục kình về phía của Thái Nhạc Cổ Bi, dư chấn làm rung động cả sân đấu võ, khói bụi bay mịt mù. Thái Nhạc Cổ Bi lúc này rung lên, sau đó hiện lên 100 vạn cân khí lực. Đám đệ tử bên dưới thì im lặng phăng phất nhìn về kết quả trên Cổ Bi. Còn Tư Dao thì thu tay lại thầm nghĩ, lợi hại thật, cho dù không điều động linh khí trong cơ thể cũng có thể phát ra loại uy lực này. Đây đúng là đồ tốt mà. Lúc này đám đệ tử bên dưới lại bàn tán, ta nhớ hắn mới có 3 tuổi mà, từ khi sinh ra hắn đã lấy được tài nguyên tốt nhất rồi. Một tên khác thì nói, lợi hại là lợi hại, không thể có yêu cầu quá cao với một đứa trẻ 3 tuổi được, nhưng hắn tóm lại không xứng với thân phận thần tử. Tư Dao nghe vậy thì liếc mắt nhìn xuống đám đệ tử kia, miệng khẽ cười thầm nghĩ, ha ha, đây không phải là không phục à, đúng thật là phải như thế, vậy thì mới thú vị chứ. Tư Dao vận dụng tất cả linh lực và uy áp của mình dồn về phía đám đệ tử bên dưới, có cả Linh Lung và Thanh Nhã nữa. Linh Lung và Thanh Nhã bị uy áp làm cho đổ cả mồ hôi. Thanh Nhã thì vô cùng sợ hãi, cắn răng thầm nghĩ, khí tức mạnh mẽ này là gì thế, Trường Kiếm công tử cũng không có khả năng tạo ra uy áp khủng khiếp như thế này. Sau đó Tư Dao quay người lại và nói, nếu các người cảm thấy ta không xứng đáng vậy thì ta sẽ dốc toàn lực cho các ngươi xem. Sau đó Tư Dao vận dụng toàn bộ linh lực và nắm đấm kèm theo thần tượng trấn ngục kình đấm thẳng về phía Thái Nhạc Cổ Bi. Lúc này ông nội quân chiến thiên của Tư Dao đang phi hành từ trên nhìn xuống, cười lớn khi thấy Tư Dao dốc toàn bộ sức lực, nắm đấm của Tư Dao đánh thẳng vào Thái Nhạc Cổ Bi. Sau đó bề mặt Thái Nhạc Cổ Bi hàng ngàn vết nứt xuất hiện, trong một tít tắc kèm theo tiếng răng rắc, lập tức vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ mà rơi xuống, cuối cùng chỉ còn lại là một đống đổ nát. Tư Dao lúc này vẫn đứng im chưa nói gì, còn đám đệ tử bên dưới thì trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc với sức mạnh của Tư Dao. Tư Dao nhìn thấy Thái Nhạc Cổ Bi bị đánh cho vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ thì nắm chặt nắm đấm thầm nghĩ, vãi linh hồn, thấy bà hông đấm nó vỡ mẹ luôn rồi. Ánh mắt khuôn mặt của Tư Dao lúc này vô cùng khó coi, tấm bia đá này chắc cũng là một bảo vật nhỉ. Vậy thì làm sao mà giải thích với gia tộc đây? Đột nhiên từ những mảnh vỡ của Thái Nhạc Cổ Bi xuất hiện lên một làn khói màu vàng ngưng tụ lại phía trên, xuất hiện dòng chữ lần nữa, ban phần thưởng thiên đạo, mở vạn cổ cực cảnh. Tư Dao đứng phía dưới nhìn lên những chữ kia mà đọc, đột nhiên làn khói vàng xông thẳng vào đan điền của Tư Dao, chỉ trong một khoảnh khắc là kết thúc. Quân Chiến Thiên lúc này cười nói, cái gọi là vạn cổ cực cảnh tức là vô số kỷ nguyên trong quá khứ, không có bất kỳ ai ở độ tuổi của con mà có được sức mạnh như vậy. Con vừa rồi đột phá thần tàng cảnh là đã chạm vào ngưỡng cửa linh hải cảnh rồi, thật là không biết giới hạn của tiểu tử con rốt cuộc là ở đâu nữa. Lại nói chiêu vừa rồi là gì thế hả? Con lén học được ở đâu vậy? Chiến Thiên ngồi xuống xoa đầu của Tư Dao vô cùng đắc ý khen ngợi. Tư Dao thì làm về mặt tội lỗi và nói, ông nội à, Thái Nhạc Cổ Bi của Quân gia bị con đánh cho vỡ rồi, có sao không? Chiến Thiên thì mặt ung dung nói, vỡ rồi thì thôi, không có gì lạ cả. Còn Tư Dao lúc này thì sợ bị trách phạt, liền vác từng mảnh vỡ của Thái Nhạc Cổ Bi lên và nói, sao lại có thể nói như vậy chứ, tốt xấu thì cũng là bảo vật của Quân gia ta mà, con sẽ ghép lại, nói không chừng vẫn còn có thể dùng được đó. Chiến Thiên thấy đứa cháu nội của mình như vậy thì vui vẻ cười lớn, thật không ngờ con lại có loại suy nghĩ như vậy nữa à, con yên tâm đi, bảo vật của Quân gia chúng ta nhiều lắm, không thiếu mấy cái còn con này đâu. Sau đó dùng tay kéo áo của Tư Dao nâng lên vai của mình và nói tiếp, đi thôi, trở về ông nội nói cho con về pháp môn cảnh giới của linh hải cảnh. Vừa nói xong thì thản nhiên rời đi. Đột nhiên Linh Lung đứng phía trước mặt cản lại và nói, khoan đã, xin tộc lão đợi một chút. Chiến Thiên lúc này mặt vô cùng khó chịu, nghĩ là có người đến gây chuyện, ánh mắt hung dữ nhìn về phía Linh Lung và nói, ngươi dám chặn đường chúng ta à, có chuyện gì với ngươi hả? Quân Linh Lung lúc này bị uy áp của Chiến Thiên làm cho khó thở và thầm nghĩ, cảm giác áp bức này thật là quá nặng nề mà. Sau đó Quân Linh Lung quỳ xuống chắp tay cung kính nói,
đệ tử Quân Linh Lung sẵn sàng vì thần chủ, xin hãy cho phép ta trở thành tùy tùng của thần tử. Tiêu Dao lúc này thì ngẩn ngơ không hiểu là chuyện gì, các tên đệ tử bên dưới thấy được hành động của Linh Lung thì vô cùng bất ngờ. Không nghĩ Quân Linh Lung lại lựa chọn Tiêu Dao làm thần tử của mình, còn Lang Thanh Nhã thì vô cùng tức giận thầm nghĩ, con khốn Quân Linh Lung này. Rõ ràng Trường Kiếm công tử cũng hạ mình để chiêu nạp cô ta muốn vứt bỏ hết thể diện của Trường Kiếm công tử xuống đất để cho tên Tiêu Dao nó dẫm lên à? Còn Tiêu Dao lúc này thì nhắm mắt suy nghĩ lựa chọn như thế nào, sau đó từ trên vai của ông nội nhảy xuống đất tiến về phía của Linh Lung và hỏi: "Có muốn đi theo ta à, tại sao cô lại muốn trở thành tùy tùng của ta chứ? Quân gia tổng cộng 10 tự liệt, mỗi một vị tự liệt phía sau đều có một nhóm thực lực bất phàm làm tùy tùng. Một là quân gia nội bộ thiên kiêu đệ tử hay là từ bên ngoài được thuần phục chiêu mộ vào. Nói tóm lại mỗi một vị tùy tùng đều sẽ được bồi dưỡng sau này trở thành một cánh tay đắc lực của mỗi tự liệt, thậm chí là phụ thân của hắn Quân Vô Hối đều từng có một nhóm tùy tùng. Bị thế nhân gọi là thần vương bát bộ cận vệ, mỗi một vị đều một mình đảm đương một phía. Có thể nói cái thế anh kiệt vô cùng, Quân Tiêu Dao cũng là không phải không cân nhắc qua. Chẳng qua là hắn hiện tại mới 3 tuổi, căn bản không vội mà mời chào tùy tùng. Bởi vậy không có để ý chiêu mộ bây giờ." Quân Tiêu Dao nói tiếp: "Vừa rồi khi cô quỳ xuống đất ta nghe được những tiếng xì xào bên dưới, bọn họ nhỏ tiếng nói rằng cô vô cùng kiêu ngạo, nói cô trời sinh thất khiếu Linh Lung tâm, tâm tư nhạy bén thông minh, nếu không vẫn lạc sau này nhất định có thể trở thành thánh, nếu cô đã có sẵn con đường thành thánh cần gì phải đi theo ta chứ?" Quân Linh Lung ánh mắt kiên định trả lời: "Chỉ là vì trực giác thôi, nhưng thực ra Quân Linh Lung thiên chi kiêu nữ sở hữu thất khiếu linh linh tâm có thể nhìn ra được một góc của tương lai, nhưng nàng ta không tiện nói ra bởi vì nói ra rất có khả năng phải nhận lấy nhân quả to lớn." Tiêu Dao lúc này nghe câu trả lời của Linh Lung thì chỉ biết thốt lên nàn ý, cô nói trực giác là thế nào chứ? Lúc này Chiến Thiên từ phía sau liền nói: "Cô ta là người của Phân gia, thân là con cháu Phân gia thế nhưng tài nguyên hay là nhân mạch đều ít đến một cách đáng thương, nếu cô ta muốn phát triển thì nhất định phải có mối quan hệ với gia chủ." Sau đó Quân Chiến Thiên ra vẻ mặt vô cùng tự cao nói: "Tầm nhìn của nha đầu này cũng được lắm, vừa nhìn đã thấy được sau này cháu trai của ta sẽ thành đại nghiệp mà, ha ha ha." Còn Tiêu Dao thì nghe lý do thì xem thường Linh Lung thẩm nghĩ, rõ ràng là vì tầng lớp dòng họ nhưng may mà mình đầu thai tốt số. Sau đó quay sang nói với Linh Lung: "Ta đã biết lý do có muốn đi theo ta rồi, ta có thể đồng ý cho cô làm tùy tùng nhưng cô phải pha trà rót nước cho ta, giặt quần áo nữa, lúc nào ta chán còn phải chơi với ta." Quân Linh Lung nghe vậy thì mặt vô cùng bất ngờ đến cạn con miệng nói lời. Sau đó Tiêu Dao đưa mặt đến sát mặt Linh Lung tiếp tục nói: "Nếu cô có thể làm được những việc này ta sẽ cho cô tất cả tài nguyên mà cô muốn." Linh Lung nghe vậy thì vô cùng vui mừng đồng ý và nói: "Linh Lung nguyện ý đi theo thần tử, máu chảy đầu rơi sẵn sàng mạo hiểm." Sau đó Tiêu Dao liền ra mệnh lệnh đầu tiên: "Được rồi, bây giờ thì chúng ta đi về cung thiên đế thôi." Vừa ra mệnh lệnh xong thì Tiêu Dao nhảy thẳng lên vai của Linh Lung, chỉ tay về phía cung thiên đế. Linh Lung thì ngáo ngơ không hiểu đây là kiểu tư thế gì thế này. Còn ông nội Chiến Thiên thì vô cùng tức giận nói: "Đợi đã, Tiêu Dao à, tư thế này không phải là đặc quyền của ông nội thôi sao?" Còn Tiêu Dao thì bình tĩnh nói: "Không không không, ông nội đừng có đùa như vậy nữa, so với vai u thịt bắp của ông nội thì nhất định bờ vai mềm mại trắng xẻo của tiểu tỷ tỷ này tốt hơn chứ." Quân Chiến Thiên bị cháu nội mê gái bỏ ông thì vô cùng suy sụp tinh thần đến hóa đá, sau đó buồn tủi thân mà nằm cuộn lại một góc vô cùng bi thảm. Còn Tiêu Dao thì vui vẻ ngồi trên vai của Linh Lung nói: "Ông nội ta không sao đâu, ta mau đi đi, cô cứ yên tâm, ta sẽ chỉ đường cho cô." Nói vậy thôi nhưng Tiêu Dao thì thầm nghĩ, ngày mai mình sẽ không vì bước chân trái ra khỏi cửa trước mà bị đuổi ra khỏi quân gia đâu nhỉ. Lúc này trong một cánh rừng nọ, Lan Thanh Nhã đang vô cùng vội vã di chuyển với tốc độ cực nhanh, trong đầu thì thầm nghĩ phải mau chóng thông báo cho Trường Kiếm công tử thôi. Sau một lúc vội vã di chuyển thì Lan Thanh Nhã dừng lại phía trước những ngọn núi lớn, sau đó nhìn thẳng lên thở hổn hển vô cùng mệt mỏi. Thì ra đây là nơi mà Trường Kiếm công tử đang bế quan tu hành. Lan Thanh Nhã ánh mắt lo sợ từng bước di chuyển vào ngọn núi kia. Vừa mới đi được có vài bước thì một thanh kiếm cắm thẳng xuống phía trước của Thanh Nhã, kèm với tiếng nói vô cùng lạnh lẽo: "Đứng lại đó." Từ phía trên là hai nam tử đứng trên những cành cây lớn nói: "Lan Thanh Nhã, chắc cô biết Trường Kiếm công tử đang bế quan mà nhỉ, đừng có đến đây mà làm phiền ngài ấy chứ." Lan Thanh Nhã sau khi nghe vậy thì vô cùng vội vã nói: "Nhưng thực sự đã xảy ra chuyện lớn rồi. Thằng quỷ nhỏ Quân Tư Dao kia phá vỡ vạn cổ cực cảnh, ngay cả Quân Linh Lung cũng chọn đi theo hắn. Nếu không mau chóng thông báo cho Trường Kiếm công tử thì sẽ xảy ra chuyện mất." Hai tên nam tử này khoanh tay, ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhìn xuống Thanh Nhã và nói: "Chuyện đó đợi công tử xuất quan rồi sẽ tự quyết định, ta thấy cô là nhàn rỗi quá không có việc gì làm lại chạy đến khiêu khích Quân Linh Lung kia rồi bị vả mặt, xong tự chạy đến tìm công tử khóc lóc thì có." Thanh Nhã nghe đến Linh Lung thì vô cùng tức giận, xăn tay áo lên giận dữ nói: "Ngươi nói năng kiểu gì vậy hả, muốn đánh nhau có đúng không?" Sau đó một tiếng động lớn phát ra từ bên trong ngọn núi. Hai tên nam tử này bất ngờ quay người lại và nói: "Ký tức này là của Trường Kiếm công tử ư?" Đột nhiên từ giữa ngọn núi một đạo thân ảnh phi thẳng lên trời, xuất hiện là một nam tử tóc đỏ với thanh trường kiếm phía sau lưng với vẻ mặt vô cùng vui mừng. Còn Lan Thanh Nhã thấy nam tử kia thì vô cùng vui mừng rỡ đến sáng cả mắt nói lớn: "Đúng thật là Trường Kiếm công tử, Trường Kiếm công tử đã xuất quan rồi." Thanh Nhã lúc này chạy đến ôm chầm lấy Trường Kiếm công tử và nói: "Trường Kiếm công tử ngày xuất quan rồi à, Thanh Nhã vui quá." Tên Trường Kiếm này ánh mắt nhìn xuống khẽ cười và nói: "Đây không phải là Thanh Nhã hay sao? Đặc biệt đến chúc mừng ta xuất quan à?" Sau đó Thanh Nhã làm vẻ mặt đáng thương nhõng nhẽo nói với Trường Kiếm công tử: "Vừa rồi hai tên này ngăn cản không cho ta gặp ngài, ngài nói xem bọn chúng có đáng ghét không chứ hả?" Trường Kiếm công tử vì lấy le với gái, ra hiệu cho hai tên thuộc hạ khi nãy tự vả mặt mình và nói: "Quả thật là đáng ghét thật. Hai tên các ngươi tự mình tát vào miệng 20 cái cho ta." Lan Thanh Nhã thấy được chiều chuộng thì tiếp tục làm nũng chu mỏ làm vẽ dễ thương nhìn về phía của Trường Kiếm công tử. Sau đó thì làm vẻ mặt vô cùng đáng thương nói: "Còn không phải là ả Linh Lung kia sao? Ngài vẫn không biết Quân Linh Lung đi theo một thằng quỷ nhỏ vô cùng kiêu ngạo, hình như tên là Quân Tiêu Dao.
chính là muốn thể diện của ngài bị chà đạp mà. Khi Thanh Nhã nhắc đến tên của Quân Tư Dao thì ánh mắt của Trường Kiếm công tử trầm xuống, bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra, khiến hai tên thuộc hạ khi nãy đang tự vào mặt mình 20 cái giật mình nhìn về phía đó, thì ra là Trường Kiếm công tử không hề nương tay mà đánh một chưởng làm Thanh Nhã văng mấy chục mét. Trường Kiếm công tử mặt vô cùng giận dữ nói, chắc cô sẽ không ở trước mặt của tên Quân Tư Dao la hét ầm ĩ tên của ta đâu nhỉ. Thanh Nhã bị một đòn của tên Trường Kiếm công tử đánh cho dính vào vách núi, thất thần chưa hiểu tại sao lại được thưởng cho một đòn trời giáng. Vẻ mặt của Thanh Nhã lúc này bị đánh cho bầm dập, ánh mắt thất thần nhìn Vô Định trầm ngâm. Tên Trường Kiếm công tử này sau khi đánh cho Thanh Nhã một đòn thì nhìn về phía tay mình và thầm nghĩ, tên Quân Tư Dao này là con trai của Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối và thần nữ Khương Nhu của thái cổ tộc Khương gia, còn được thập bát thế tổ coi trọng nữa chứ. Thật là xúi quẩy mà con tiện nhân Thanh Nhã này dám làm liên lụy đến ta, bây giờ ta phải đi nhận tội mới được, nếu không có thể ta sẽ mất đi vị trí thứ 10 ở trong danh sách tự liệt mất. Cùng lúc này Quân Chiến Thiên vẻ mặt vô cùng tức giận, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm về phía Quân Tư Dao. Quân Tư Dao lúc này cố ý nhìn sang hướng khác, chu mỏ huýt sáo giả vờ như không có gì. Quân Chiến Thiên ngồi trên ghế nhìn xuống Quân Tư Dao đang quỳ gối ở phía dưới và nói, tên tiểu tử ngươi được đó nha, Tư Dao nhà ta tuổi vẫn còn nhỏ không biết sao lại nhìn ra rất biết tán tỉnh đấy, có tiểu tỷ tỷ rồi thì không cần đến ông nội nữa phải không. Quân Tư Dao nghe vậy thì xích lại gần Quân Chiến Thiên, biết ông nội cưng chiều nên chu mỏ làm nũng nói, sao lại thế được ạ, người ta mãi mãi là tiểu bảo bối yêu dấu của ông nội mà. Sau đó Quân Chiến Thiên lấy tay chụp lấy đầu của Tư Dao thẳng thừng đẩy ra và nói, được rồi tiểu tử nhà ngươi đừng có dùng lời ngon ngọt nữa, ta hỏi con hôm nay ở Thái Nhạc Cổ Bi con đã sử dụng chiêu thức gì vậy. Tư Dao thấy ông nội hỏi về thần tượng trấn ngục kình được hệ thống ban thưởng thì bèn chỉ tay lên lấy bừa lý do nói, đó là do con có một chút cơ duyên kỳ diệu đạt được, gọi là thần tượng trấn ngục kình. Quân Chiến Thiên nghe vậy thì ánh mắt tò mò nhìn xuống Tư Dao và nói, thần tượng gì cơ, ta chưa từng nghe đến bao giờ. Sau đó Quân Tư Dao liền nói tiếp, tóm lại là một chiêu thức rất lợi hại, nghe nói nếu luyện đến đại thành có thể biến thân thành thái cổ thần tượng, còn có thể triệu hồi cánh cổng địa ngục ép buộc yêu ma địa ngục chiến đấu vì mình nữa đó. Ông nội Quân Chiến Thiên nghe vậy thì vẻ mặt cũng có chút sợ hãi với một công pháp bá đạo như vậy. Quân Chiến Thiên tay vuốt râu nói, lợi hại đến như vậy ư, luyện tập tu luyện nó sẽ không dẫn đến tàu hỏa nhập ma đâu nhỉ. Quân Tư Dao liền nhẹ nhàng trả lời với ông nội, chắc chắn là không đâu ạ. Quân Chấn Thiên nghe vậy thì khoanh tay suy nghĩ một lúc rồi nói với Quân Tư Dao, nói chung con có nỗ lực là được, đợi đến lúc con 10 tuổi chúng ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho con, đến khi đó tất cả các thế lực của Hoang Thiên Tiên Vực, Hoang Cổ Thế Gia, Vô Thượng Đại Tộc tất cả đều sẽ đến dự tiệc, đợi đến ngày đó chúng ta sẽ công khai thân phận linh hiệu tự liệt cho tất cả tiên vực biết, thời đại thuộc về con sắp đến rồi đó. Quân Tư Dao nghe hết những lời của ông nội vừa nói thì nuốt nước bọt, mặt lo sợ đến đổ cả mồ hôi hột. Đúng lúc này cửa sổ hệ thống hiện ra thông báo, chúc mừng ký chủ đã kích hoạt địa điểm đăng nhập mới, xin mời đăng nhập đến lễ mừng sinh thần 10 tuổi. Quân Tư Dao xem xong thông báo của hệ thống thì há hốc mồm kinh ngạc thốt lên, nani, lễ 10 tuổi chính là nói phải đợi thêm 7 năm nữa à, khoảng cách thời gian không phải là quá lớn sao, quy luật đăng nhập của hệ thống này rốt cuộc là như thế nào nhỉ, chả thể hiểu được. Quân Tư Dao đang nhìn bảng hệ thống trầm tư suy nghĩ thì Quân Linh Lung đột nhiên xuất hiện từ phía sau làm Tư Dao bất ngờ giật bắn người. Quân Linh Lung liền bẩm báo với Tư Dao, thần tử á, bên ngoài cung Thiên Đế có Quân Trường Kiếm sinh bái kiến người. Quân Tư Dao sau khi bị hù cho hết hồn thì đưa tay đặt trước ngực quay sang quát với Quân Linh Lung, sao cô thoát ẩn thoát hiện xuất quỷ nhập thần vậy hả, dọa ta một trận xém tè ra quần. Quân Linh Lung lúc này thì ánh mắt thản nhiên đáp, là ngài nói ta có thể thoải mái coi đây như nhà của mình mà, thoát ẩn thoát hiện ra vào thoải mái là bình thường chứ. Quân Tư Dao nghe vậy thì đổ mồ hôi đáp, cô thật là không thấy ngại chút nào à. Quân Tư Dao lúc này ngồi lên trên bàn và nói, thôi bỏ đi, vừa rồi cô nói ai muốn gặp ta cơ, Quân Trường Kiếm là ai vậy. Quân Linh Lung nghe vậy liền đáp, là công tử mà Lan Thanh Nhã luôn bám theo, Trường Kiếm cùng tộc với ngài, có thể được xem như là sư huynh cùng tộc của ngài đó. Tiêu Dao liền cười sượng chân và hỏi tiếp, thế thì Lan Thanh Nhã là ai vậy. Quân Linh Lung liền chỉ tay lên giải đáp cho Tiêu Dao, thì chính là cô bé vô cùng ồn ào khi ngài ở Thái Nhạc Cổ Bi đó. Nghe cách lý giải của Quân Linh Lung thì Tiêu Dao mới ồ lên một tiếng và nói, à thì ra là cô ta, cô nói là vô cùng ồn ào là ta biết ngay, nhưng vị sư huynh kia đến tìm ta làm gì nhỉ. Thôi được rồi, cô dẫn ta đi ra gặp vị sư huynh đó nào. Sau khi Quân Tư Dao tiến ra đến trước cửa thì ánh mắt vô cùng tức giận, mặt trầm xuống nhìn không chớp mắt phía trước, là một người đang bị dây gai quấn chặt vào tay. Khi thấy Quân Tư Dao và Quân Linh Luân vừa bước ra thì tên Trường Kiếm công tử liền nói, nghe nói tùy tùng đi theo ta không coi ai ra gì xung đột với Tư Dao đệ đệ, vậy nên hôm nay ta đặc biệt mang cô ta đến đây để chịu đòn nhận tội. Lan Thanh Nhã bị trói trên một cột đầy gai, mặt thất thần không còn cảm xúc, còn tên Trường Kiếm thì vẽ mặt cười đắc ý và nói tiếp, mong là đệ đệ đại nhân đại lượng tha lỗi cho nha đầu này. Quân Tư Dao ánh mắt vô cùng nguy hiểm, tỏ đầy sắc khí, nhếch mép cười thầm nghĩ, chịu đòn nhận tội cái gì chứ, rõ ràng tên khốn này đến đây để giao oai phủ đầu ta đây mà. Sau đó Quân Tư Dao mời Trường Kiếm vào trong để dùng trà đàm đạo. Quân Tư Dao mở lời trước và nói, huynh đến đây đột ngột, Tư Dao chỉ có thể mời trà để tiếp đãi huynh, mong huynh thứ lỗi. Tên Trường Kiếm này liền đáp, là ta làm phiền đến đệ đệ thì đúng hơn, do ta đường đột đến đây mà. Sau đó thì ánh mắt vô cùng tức giận mà suy nghĩ, vậy mà lại để cho Quân Linh Lung làm nha hoàn pha trà rót nước, thằng nhóc thối này đang sỉ nhục ta đây mà. Quân Tư Dao cầm chén trà lên trầm tư một lúc, sau đó quay sang nói với tên Trường Kiếm kia, huynh định cứ để cho Lan Thanh Nhã quỳ ở đó hoài như vậy sao. Tên Trường Kiếm này mặc không cảm xúc liền nói, đệ nói đùa rồi, đã là chịu đòn nhận tội, nếu đệ tha cho cô ta thì đương nhiên sẽ không để cho cô ấy ở đây làm mất thể diện nữa. Nghe đến đây thì Tư Dao đặt chén trà xuống và nói, chắc huynh hiểu lầm rồi, đệ đây từ trước đến nay không bao giờ ghi thù ai hơn một ngày, nếu có người đắc tội với ta, ta sẽ đánh trả ngay tại trận, vậy nên huynh không cần phải thỏa mãn sở thích đặc biệt của mình trên danh nghĩa là xin lỗi ta đâu. Quân Linh Lung thấy Tư Dao dùng tay chỉ thẳng mặt vạch trần tên Trường Kiếm kia thì không nhịn được cười, dùng tay che mặt lại. Sau đó Quân Linh Lung nói, cụ khụ, vô lễ quá, đừng để ý đến ta,
hai người tiếp tục nói chuyện đi. Tên trường kiếm lúc này tức đến đỏ vái nhưng không thể nói được gì cả. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, hắn nhếch mép cười và nói, xem ra đệ đệ đây không hài lòng với cách xin lỗi của ta nhỉ. Vậy thì ta không cần phải giữ lại thứ ngu xuẩn như này nữa. Sau đó hắn thi triển một đòn kiếm khí tấn công về thẳng phía của Thanh Nhã đang quỳ thống khổ bên kia. Đòn tấn công đến phía trước mặt của Lan Thanh Nhã thì lóe lên một cái, sau đó đùng một tiếng, cửa chính của Cung Thiên Đế bị phá nát, kèm theo một đường dài trên đất bị phá hủy. Cũng may Quân Linh Lung đã nhanh chóng ra tay cứu được Lan Thanh Nhã trước đòn tấn công chớp nhoáng của tên trường kiếm kia. Quân Linh Lung liếc mắt nhìn về phía của Thanh Nhã mà chửi, đây là trường kiếm công tử mà cô vẫn luôn nghĩ đến đó à? Lan Thanh Nhã lúc này ánh mắt vô cùng tức giận và buồn bã, cắn răng không trả lời. Tên trường kiếm thấy đòn tấn công của mình đắc thủ thì liếc mắt nhìn về phía của Quân Linh Lung mà giận dữ. Quân Tư Dao lúc này tay cầm lấy tách trà trước mặt, ánh mắt của Tư Dao lúc này vô cùng nghiêm túc và nói, hỏa khí của sư huynh lớn quá nhỉ, nhưng mà trực tiếp đồng thủ ở Cung Thiên Đế tức là huynh đang muốn khiêu khích ta hay sao vậy? Tên trường kiếm lúc này nghe những lời của Tư Dao vừa nói thì toát mồ hôi lạnh giật mình trong phút chốc, sau đó thì cười giả chân giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi, đệ đệ là thần tử của Quân gia ta, ta sao lại dám mạo phạm chứ. Quân Tư Dao nghe vậy thì liền nói, có lẽ huynh xem ta là bạn nhỉ, nhưng ta thì muốn lộn cái bàn hơn. Tên trường kiếm lúc này thấy Quân Tư Dao động thủ thì vô cùng bất ngờ và sợ hãi, đưa tay về phía trước mặt để phòng thủ, còn Quân Tư Dao thì vẫn sức vào chân phải của mình, trong đầu thầm nghĩ, tên khốn này chạy đến chỗ của ta ra tay dạy bảo thủ hạ, còn muốn giết người trước mặt ta, đây là muốn hù dọa ai vậy chứ? Nếu thật sự ta chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi nói không chừng sẽ bị ngươi làm cho kinh sợ, nhưng tiếc là người chọc giận sai người rồi. Quân Tư Dao liền sút một cú thật mạnh với linh lực màu vàng của mình về phía của tên trường kiếm, làm hắn bị đẩy lui ra xa. Sau khi đỡ một đòn của Quân Tư Dao thì tên trường kiếm mặc vô cùng sợ hãi, mồ hôi chảy đập đập, suy nghĩ, cái oát đờ phắc gì vậy trời, tại sao một đứa trẻ 3 tuổi lại có được thần lực đến như vậy chứ? Quân Tư Dao lúc này vô cùng lạnh lùng đứng từ xa và nói, trường kiếm sư huynh à, ta không lừa huynh nhỉ, nếu có người đắc tội với ta, ta sẽ đánh trả ngay lập tức đó. Sau đó Quân Tư Dao ra hiệu khiêu khích về phía của tên trường kiếm kia, miệng nhếch mép, ánh mắt khinh bỉ khiêu khích, hôm nay thời tiết tốt không bằng hai chúng ta tỉ thí một trận đi, vừa hay làm tăng thêm tình cảm huynh đệ, trường kiếm huynh cảm thấy thế nào? Chắc không phải là trường kiếm huynh không dám ứng chiến đâu nhỉ? Tên trường kiếm này đường đường là một thiếu niên 17-18 tuổi, lại bị một tên nhóc 3 tuổi khiêu khích đến mức này thì tức điên lên, ánh mắt đầy sát khí, cắn chặt răng tức giận thầm nghĩ, tên tiểu tử thối này hiếp người quá đáng rồi. Sau đó lại tự trấn an bản thân, phù phù, bình tĩnh lại nào, đừng để bị một đứa trẻ 3 tuổi khiêu khích như vậy chứ. Sau đó liền nói, nếu đệ đây đã muốn tỉ thí thân làm sư huynh, ta sẽ tiếp thôi. Sau đó tên trường kiếm này lấy ra một lệnh bài nguyên thiên và nói, nhưng bất luận thế nào ta cũng lớn hơn đệ rất nhiều, thế nên ta chỉ dùng 3 thành sức lực thôi. Nếu Tư Dao đệ đệ thắng được ta, ta sẽ hai tay dâng lên tấm nguyên thiên chí tôn lệnh này cho đệ, nhưng ngược lại nếu như đệ thua, tốt nhất là hãy xin lỗi vì sự vô lễ của đệ đi. Nghe đến nguyên thiên chí tôn lệnh thì Quân Tư Dao ánh mắt tò mò không biết đó là thứ gì. Đột nhiên có một tiếng truyền âm đến cho Tư Dao nói, đó là đồ tốt đó. Thì ra là Quân Linh Lung trong lúc đang chăm sóc cho Thanh Nhã mà truyền âm cho Tư Dao, tiểu thần tử nếu đã tự hắn đưa ra vậy thì đừng khách khí, tẩn hắn một trận rồi lấy lệnh bài đó về đi, sau này sẽ có cơ hội sử dụng đấy. Có thể lệnh bài kia có liên quan đến chí tôn bảo tàng trong truyền thuyết. Quân Tư Dao nghe đến đây thì vô cùng tò mò hơn nữa, liếc mắt về phía Linh Lung và truyền âm hỏi, chí tôn bảo tàng ư, ngươi có thể nói rõ hơn không? Quân Linh Lung tiếp tục truyền âm giải đáp, cái gọi là chí tôn chính là để chỉ những sự tồn tại bất diệt, đứng trên hoang cổ tiên vực đỉnh cao, ngài nghĩ sẽ có bao nhiêu bảo bối ở trong bảo tàng toàn năng này. Nghe đến đây thì Quân Tư Dao nở lên một nụ cười gian xảo, sau đó xoa xoa hai tay của mình, vẽ mặt vô cùng tham lam, giống như trước mặt là một con cừu béo bở không thể nào tha được. Đồ tốt của sư huynh, đệ đệ rất vui lòng nhận lấy, he he he. Tên trường kiếm này nhìn động tác vào vẻ mặt của Tư Dao thì cả người run rẩy sợ hãi các thứ thầm nghĩ, thần tử của Quân gia ta không ngờ lại là một kẻ hám của. Sau đó không lâu tên trường kiếm này thở hổn hển, mồ hôi chảy đầm đìa, suy nghĩ, sao lại có thể như vậy chứ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ta đường đường là người xếp trong danh sách 10 người của Quân gia, thiên tài được người người công nhận, vì sao ta lại bị một đứa trẻ 3 tuổi áp chế đến như thế này, mà nó còn uốn éo qua lại, trông thật là đáng ghét, làm ta tức ói máu thật mà. Quân Tư Dao thì không xem đối thủ ra gì, làm những động tác vô cùng khiêu khích với vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía tên trường kiếm. Vẻ mặt của Quân Tư Dao lúc này vô cùng tự tin, còn mở miệng nói, trường kiếm sư huynh cố lên nhé. Tên trường kiếm lúc này thì vừa lo sợ vừa tức giận thầm nghĩ, tên khốn này thật là muốn đánh nó quá. Không lâu sau, võ đài của Quân gia có rất nhiều đệ tử khác đến để hóng ra ma và nói, náo nhiệt ghê nha, có chuyện gì vậy? Trường kiếm công tử, người xếp thứ 10 trong danh sách và thần tử Quân Tư Dao đang so tài với nhau sao? Trời ơi, thần tử chỉ mới có 3 tuổi mà nhỉ, đây không phải là bắt nạt trẻ con sao? Nhưng mà cũng không thể nói trước được đâu, cho đến vừa rồi trường kiếm công tử vẫn luôn bị thần tử áp chế đó. Sau đó tên trường kiếm hít vào một cái lấy lại bình tĩnh thẩm nghĩ, không thể bị nó rất mũi được, nếu tên Tư Dao này đã là thần tử được thập bát thế tổ công nhận đương nhiên sẽ có điểm hơn người, nãy giờ chỉ là do mình chủ quan quá mức thôi, phải nghiêm túc lại chút mới được. Tên trường kiếm này thi triển một luồng linh khí màu tím vô cùng cổ quái xung quanh thanh kiếm của mình, những tên đệ tử bên dưới thì trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc thốt lên, kia là Tử Hoàn Kiếm Quyết cơ mà. Tên trường kiếm này đối phó với một đứa trẻ 3 tuổi mà lại thi triển ra Tử Hoàn Kiếm Quyết ư? Tên này dường như cố gắng hết sức để giành chiến thắng thì phải. Tên trường kiếm lúc này thì vô cùng nghiêm túc vào thế sẵn sàng chiến đấu thầm nghĩ, cái lũ ngốc bên dưới không biết cái méo gì cả, các ngươi vốn không biết tên quỷ nhỏ này cổ quái thế nào đâu. Sau đó liền nhìn về phía của Quân Tư Dao mà nói, Tư Dao đệ đệ cẩn thận với chiêu này nhé, đừng để bị thương nó. Sau đó trường kiếm đâm thẳng thanh kiếm của mình về phía của Tư Dao, thi triển Hút Nhật Cửu Kiếm trong Tử Hoàn Kiếm Quyết. Mấy tên đệ tử ất ơ bên dưới đứng quan sát hít ra ma thì thầm nghĩ, Tử Hoàn Kiếm Quyết cho dù là chủ mạch của Quân gia cũng thuộc về công pháp thượng tầng,
Chiêu Húc Nhật Cửu kiếm này kiếm khí đan lại thành lưới chặn mọi đường thoát của đối phương, tên khốn trường kiếm này định ra sát chiêu với Tiêu Dao ư? Tên trường kiếm lúc này thì vô cùng nghiêm túc cắn răng vận dụng tất cả linh lực của mình để thi triển tối đa Tử Hoàng kiếm quyết của mình, nhưng Quân Linh Lung mặt vô cùng bình thản nói, nhưng như vậy cũng không phải là vấn đề với tiểu thân tử của ta đâu. Quân Tiêu Dao lúc này mặt vô cùng tự tin khẽ cười, nâng tay lên đánh một đòn vào cổ tay của tên trường kiếm, làm hắn vô lực mà buông bỏ thanh kiếm trong tay. Tên trường kiếm này vô cùng bất ngờ cắn chặt răng khi thanh kiếm của mình bị tước đi, sau đó xanh mặt mồ hôi chảy đầm đìa trong sợ hãi. Quân Tư Giao thì ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn về phía của tên trường kiếm và nói thế nào đây nhỉ, cứ cảm thấy huynh yếu hơn nhiều so với tưởng tượng của ta đó. Lập tức Tư Giao phóng lên co chân sút thẳng vào mặt của tên trường kiếm, đùng một cái, một vụ nổ cực lớn xảy ra, dư chấn và khói bụi mịt mù, kèm theo đó là một chiếc răng trắng tinh tung bay trong gió cùng với máu của tên trường kiếm kia. Tên quân trường kiếm lúc này ăn một cú trời giáng vô cùng bất ngờ nhìn lên thấy chiếc răng của mình thì tự hỏi bản thân, tại sao răng của ta lại đang bay trên không trung thế kia vậy, xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Sau đó té đùng xuống đất mà bất tỉnh nhân sự luôn. Quân Tiêu Dao liền lấy Nguyên Thiên Chí Tôn lệnh của tên trường kiếm ra, mặt vô cùng đắc ý hô lớn, Nguyên Thiên Chí Tôn lệnh này đệ đệ xin nhận nha, ha ha. Đúng lúc này hệ thống hiện lên một thông báo, phát hiện thấy một đạo cụ then chốt, địa điểm đăng nhập đã được làm mới, mời đăng nhập đến Nguyên Thiên Chí Tôn bí tàng. Nhìn thấy thông báo của hệ thống thì Tiêu Dao vô cùng mừng rỡ, tay cầm chặt Nguyên Thiên Chí Tôn lệnh và nói, đây cũng thật là một niềm vui bất ngờ à nha. Bên ngoài sân đấu lúc này Quân Linh Lung cũng đang băng bó vết thương cho Lan Thanh Nhã, lạnh lùng nói, cô nhìn thấy tên trường kiếm công tử ngày ngày mà cô thần tượng đi, tu vi không xuất chúng, nhân phẩm cũng không hơn ai, cô vốn đã không thông minh rồi, vậy thì đừng để cho loại người đó lừa nữa. Sau đó Thanh Nhã vô cùng tức giận giật tay lại và nói, ngươi nói đủ chưa, đừng có dạy đời ta nữa. Sau đó thì gươm gớm nước mắt nói, ta không cần cô thương hại đâu. Thanh Nhã quay người bỏ đi, nước mắt đầm đìa và nói, Quân Trường Kiếm, Quân Linh Lung, Quân Tiêu Dao, ta sẽ khiến cho các tên họ Quân các ngươi phải trả giá, bật mí cho các anh em con nhỏ này sau này bá đạo lắm đó, hay hay. Nhưng hiện tại đến lúc này thì trong mắt chỉ thấy một con nhỏ não ngắn, không thông minh mà còn mít ướt nữa, cạn con miệng nó lời luôn. Sau khi lấy được chiến lợi phẩm thì Quân Tiêu Dao tiến lại gần bên cạnh của Quân Linh Lung và nói, chật chật, cô thật là biết ăn nói à nha, chẳng trách người ta lại ghét cô đến như vậy. Còn Quân Linh Lung thì thản nhiên liếc mắt sang trả lời, ta chỉ nói sự thật thôi mà nhỉ. Quân Tiêu Dao thấy Linh Lung vẫn chưa hiểu thì ánh mắt hơi thất vọng nói, nếu sau này cô mà có bị người ta đánh ở bên ngoài thì đừng có quay về mà tìm ta giải cứu đấy nhé. Quân Linh Lung thì câu đầu còn chưa hiểu nói gì đến câu thứ hai của Quân Tiêu Dao nên vẻ mặt vô cùng áo ngơ. Sau đó mùa hè ở Tiên Vực cứ thế trôi qua trong sự ồn ào như vậy, thu đến lá rơi đông được đánh thức xuân sang hoa nở, thời gian thấm thoát bốn mùa trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Như một cái chớp mắt 7 năm trôi qua, một vị thiếu nữ trên vai có một chú chim màu nâu vô cùng dễ thương nói, ha ha, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Lúc này là khung cảnh nhộn nhịp của đảo nổi Quân gia, đường xá vô cùng tấp nập, người người buôn bán qua lại. Một bé gái vô cùng dễ thương xuất hiện và nói, nơi đây chính là thần đảo Quân gia sao, thật là náo nhiệt quá mà, nếu như có thể gặp được tiểu gia hỏa đáng yêu thì tốt rồi. Không lâu sau đó trên bầu trời xuất hiện hai đầu phượng hoàng vô cùng rực rỡ uy nghiêm bay đến, bên dưới truyền ra thông báo đạo Chí Thiên Tông đến tặng lễ vật, chúc mừng thần tử đạo thư cửu quyển, sinh thần 10 tuổi của Quân Tư Giao cuối cùng cũng đến. Bên phía bên trong liên tiếp vang lên thông báo, đại diễn thánh địa đã đến tặng cho thần tử lễ vật chúc mừng là một mình tụ thần ngọc thủy, 100 miếng tuyệt phẩm thần nguyên, công chúa vương triều đại thương đã đến tặng lễ vật cho thần tử là một bức sơn hạ đồ. Bên này hai tên đang bưng lễ vật thì tán gẫu với nhau, ngươi cẩn thận chút nhé, đây là những lễ vật lễ phục chính thức của tiệc sinh nhật 10 tuổi của thần tử đó, đừng có mà làm hỏng. Tên kia liền đáp, ha ha, bao nhiêu thế gia đại tộc đến chúc mừng sinh thần 10 tuổi của thần tử, thật nở mày nở mặt cho Quân gia ta mà. Tên còn lại liền châm biếm, cũng đâu phải ngươi được nở mày nở mặt đâu mà ngươi vui đến như vậy nhỉ. Nghe tên kia nói vậy thì liền đáp, nói gì thì nói cũng vinh dự lây xí chứ, ngươi nói xem, thần tử của chúng ta từ nhỏ đã có tư chất tuyệt vời, lần này bế quan sợ là đã đột phá đến chân linh cảnh rồi chứ đùa. Chuyển cảnh đến nơi tu luyện của Quân Tiêu Dao, hai tên đệ tử khi nãy liền chắp tay cung kính thông báo, cung nghênh thần tử xuất quang, mời thần tử tắm rửa thay quần áo đổi lễ phục tiệc sinh nhật 10 tuổi ạ. Nhưng sau khi hắn mở cửa, mở mắt ra nhìn thì bên trong trống không, không thấy thần tử đâu cả, bên trong chỉ toàn thấy những nhát kiếm chằng chịt trên tường và sàn đá. Bên cạnh có một dòng chữ, bế quan tu luyện nhàm chán quá, ta ra ngoài chơi đây. Ký tên Quân Tiêu Dao. Lúc này hai tên đệ tử kia thì vô cùng hốt hoảng hét lên thông báo, thần tử đã bỏ bế quan trốn đi chơi rồi, bới làng nước ơi. Cùng lúc này Quân Tiêu Dao đang ở trên một con phố nào đó, miệng vừa cắn quả táo vừa nói, suốt 3 năm trời rồi ta đã không được ăn đồ ăn suốt 3 năm rồi đó, nếu như không được ăn cơm thì tu hành còn có ý nghĩa gì chứ, nếu đời này ta còn bế quan nữa thì ta không mang họ Quân nữa đâu. Quân Lung Linh xuất hiện đứng phía sau thì thầm nghĩ, thứ ghét nhất của tên Quân Tiêu Dao này là không được thưởng thức sơn hào mỹ vị quá. Sau đó liền đưa tay lên cầm nhắm mắt suy nghĩ và nói, nếu muốn so bì thì so với ăn cơm bế quan 10 ngày nửa tháng, không được tắm mới là điều ta ghét nhất. Quân Tiêu Dao nghe thấy có đồng minh cùng quan điểm với mình thì cũng vô cùng tán thành, đưa tay lên hét lớn, đúng rồi, vậy mới đáng nói chứ. Nhưng sau đó thì Quân Tiêu Dao đứng hình nhìn về phía của Linh Lung và nói, nhưng mà khoan, dừng khoảng chừng là 5 giây, sao cô lại ở đây chứ hả? Quân Linh Lung nhìn sang phía của Quân Tiêu Dao và nói, ta nghe theo lệnh của gia chủ đến tìm bắt vị thần tử nào đó về hồi cung đây. Quân Tiêu Dao nghe xong thì mỉm cười sượng chân, sau đó quay người bỏ chạy và nói, tạm biệt, không hẹn gặp lại. Quân Tiêu Dao nhanh chóng nhảy với tốc độ cực nhanh qua các mái nhà để lẩn trốn. Quân Linh Lung liền đuổi theo và nói lớn, tiểu thần tử đừng có chạy nữa, mặc bộ lễ phục vào phải tốn cả nửa ngày đó, nếu không quay về bây giờ thì sẽ không kịp mất. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì quay đầu liếc mắt về sau đáp, ta từ chối chủ nghĩa hình thức, ta không muốn mặc bộ lễ phục vừa nặng vừa phiền nó đâu, đợi đến lúc đó ta sẽ quay về mà. Quân Tiêu Dao đang bỏ chạy thì một âm thanh kêu cứu mạng phát ra làm hắn bất ngờ dừng lại,
sau đó nhìn xuống phía dưới chợ đầy nhộn nhịp kia, bên dưới là bé gái dễ thương khi nãy đang đánh sấp mặt một tên nam tử và nói: "Ngươi kêu cái gì đó hả, đồ xấu xí kia, rõ ràng là ngươi làm chân của tiểu Khôi Khôi bị thương trước cơ mà." Tên nam tử này bị đánh đến nói cũng không rõ câu: "Ta đã xin lỗi rồi mà." Còn bé gái này thì cứ khăng khăng: "Xin lỗi thì có ích gì chứ, chân của tiểu Khôi Khôi cũng đã gãy xương rồi." Những người xung quanh thì can ngăn vị tiểu thư này: "Có gì từ từ nói được không, mọi người vĩ hòa vi quý đi mà." Một tên mập có chòm râu dê nói: "Tiểu cô nương xem phải bồi thường như thế nào thì mới rộng lượng tha thứ cho thằng nhóc nhà ta đây." Tiểu cô nương này vô cùng đanh đá tức giận nói: "Đâu có dễ thế được, ai thèm ông bồi thường chứ, các ngươi coi ta là gì hả? Xem ta là một kẻ ăn vạ thích tống tiền à?" Sau đó tiểu cô nương kéo áo của tên này và nói: "Hắn làm gãy chân của tiểu Khôi Khôi vậy ta cũng sẽ làm gãy chân hắn, vậy là huề nhau." Tên nam tử nghe đến bị đánh gãy chân thì vô cùng sợ hãi kêu cứu inh trời. Quân Tư Dao đứng từ phía trên mái nhà nhìn xuống thầm nghĩ: "Kia là tiểu quỷ ngủ ngáo từ đâu đến lại dám ức hiếp người ở địa bàn quân gia ta, thật là to gan quá mà." Nhìn khí tức thì chắc cũng là tu sĩ, Quân Tư Dao liền lấy ra một hạt táo còn thừa vừa ăn khi nãy, sử dụng như ám khí để tấn công, sau đó bắn hạt táo về phía của tiểu nữ tử kia và thầm nghĩ: "Vậy thì để ta dạy dỗ cô một chút nhé." Tiểu cô nương này cũng vô cùng nhạy bén phát hiện ra đòn tấn công của Tiêu Dao, sau đó dùng tay chụp lấy hạt táo tấn công về phía mình và hô lớn: "Là ai lại dám đánh lén bổn tiểu thư vậy?" Sau đó thì vô cùng bất ngờ nhìn xuống tay của mình thầm nghĩ: "Khoan đã, đợi một chút, cảm giác này đừng nói là..." Sau đó thì cua tay vứt bỏ hạt táo còn đầy nước bọt của Tiêu Dao hớt hải nói: "Đây là ám khí quái quỷ gì vậy, ương ướt buồn nôn quá." Từ phía trên Quân Tiêu Dao cười lớn: "Ha ha ha, cho cô chết, ai bảo cô ức hiếp người phàm của quân gia ta chứ." Tiểu cô nương lúc này vô cùng tức giận nghiến răng ngước nhìn lên phía của Tiêu Dao và nói: "Ngươi là ai hả?" Lúc này Tiêu Dao đã đeo lên chiếc mặt nạ quỷ che đi tướng mạo của mình, làm cho tiểu cô nương kia vô cùng tức giận chỉ tay quát lớn: "Quái vật xấu xí từ đâu chui ra vậy, lại dám xen vào chuyện của bổn tiểu thư, ngươi có biết ta là ai không hả?" Quân Tiêu Dao lúc này từ phía trên cũng hét lớn trả lời: "Ngươi nói người khác là quái vật xấu xí nhưng ta thấy ngươi mới chính là quái vật xấu xí đấy. Cô là đồ quái vật xấu xí lêu lêu." Tiểu cô nương lúc này thì vô cùng tức giận chỉ rủa lên hồi về phía của Tiêu Dao. Sau đó nàng ta liền nhảy vọt lên trên, vận dụng linh lực vào tay của mình tấn công về phía của Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lúc này không hề bất ngờ thầm nghĩ: "Ồ, thân pháp của con nhóc này cũng nhanh đó chứ." Tiểu cô nương đấm thẳng mặt của Quân Tiêu Dao nhưng Quân Tiêu Dao nhanh chóng cúi người xuống né được đòn tấn công, còn không quên chọc tức nói: "Ui cha, đánh vậy cũng không đánh chúng nữa. Cô nuôi chim nên cũng bị gà mờ theo à?" Sau đó nhảy về phía sau tránh xa tiểu cô nương hung dữ này, trong đầu thì thầm nghĩ: "Đây không phải là lực đạo có thể làm người khác bị thương, cũng chính là nói cô ta không muốn thực sự làm ta bị thương, chắc chỉ muốn chút giận thôi." Còn tiểu cô nương lúc này thì vẫn còn vô cùng tức giận nắm chặt tay nói: "Đừng chạy nữa, đồ xấu xí nhà ngươi, qua đây đại chiến 300 hiệp với ta nào." Quân Tư Dao thì lè lưỡi hai tay làm biểu tượng chọc tức tiểu cô nương: "Lêu lêu lêu, cô không bắt được ta mà còn đòi đánh nhau với ta ư, có bản lĩnh thì đến mà bắt ta đi này, đồ quái vật xấu xí." "Đồ ngốc đố, em bắt được anh ha ha." Tiểu cô nương bị chọc cho tức điên lên cầm dao đuổi rượt phía sau của Tư Dao và hét lớn: "Tên khốn xấu xí nhà ngươi, ta phải giết chết ngươi." Còn Quân Tư Dao thì vừa chạy vừa cười thầm nghĩ: "Nói chung là đánh lạc hướng cô ta trước đã, ta cũng không muốn gây rối thêm nữa." Nhưng mà tiểu sư tỷ Quân Linh Lung vẫn còn đang truy lùng ta. Quân Linh Lung lúc này đang đứng trên một mái nhà từ xa quan sát về phía của Tiêu Dao không nói một lời, ánh mắt chú ý đến một miếng ngọc bội trước ngực của tiểu cô nương kia và thầm nghĩ: "Người kia là người của Khương gia ở Thanh Châu ư?" Sau đó Quân Linh Lung khoanh tay lại suy nghĩ: "Đại tiểu thư của Khương gia chắc sẽ không phải đâu nhỉ, như vậy thì phiền phức rồi, có nên ngăn cản hai người bọn họ lại không?" Nhưng mà Quân Linh Lung đang phân vân giữa nhiệm vụ trách nhiệm và gia tộc với đứng tiếp tục xem kịch, nhưng cuối cùng thì vẫn lựa chọn tiếp tục xem kịch cho nó máu he he. Sau đó vui vẻ tiếp tục đứng từ xa xem kịch thầm nghĩ: "Cảm giác rất thú vị à nha, tiếp tục xem kịch nào." Quân Tư Dao và tiểu cô nương rượt đuổi nhau một hồi thì đến một suối nước. Quân Tư Dao lúc này bỗng dừng lại nhìn về phía sau thấy tiểu cô nương đang vô cùng mệt mỏi thở gấp và nói: "Ngươi có giỏi thì đứng lại cho ta." Quân Tư Dao lúc này khá bất ngờ thầm nghĩ: "Vậy mà lại có thể theo kịp được ta. Cô gái nhỏ này đúng là không đơn giản à nha." Tiểu cô nương lúc này đã dùng hết sức lực rượt theo Tư Dao thì cũng vô cùng mệt mỏi đến xanh mặt thở hổn hển nói: "Hôm nay ta không đánh ngươi một trận Khương Lạc Ly ta sẽ không bỏ cuộc đâu." Quân Tư Dao lúc này thì thản nhiên khoanh tay thầm nghĩ: "Ây da, vốn chỉ muốn tiện tay cứu một người nhưng không ngờ lại kéo một phiền phức lớn thế này, nên kết thúc chuyện này như thế nào đây?" Đột nhiên từ phía sau của Quân Tư Dao một pháo hiệu được bắn lên, cả hai đều chú ý nhìn về hướng nó. Quân Tư Dao lúc này nhìn pháo hiệu thầm nghĩ: "Ui cha, buổi tiệc sinh nhật 10 tuổi của ta sắp bắt đầu rồi." Lập tức Quân Tư Dao đưa tay về phía của Khương Lạc Ly và nói: "Xin lỗi nha tiểu cô nương, giờ ta đang vội lắm, không thể ở lại đây đùa giỡn với cô được nữa." Khương Lạc Ly lúc này thì bất ngờ chưa hiểu ý nghĩa câu nói của Tiêu Dao. Quân Tư Dao lúc này dồn lên lực vào tay của mình, ánh mắt vô cùng nguy hiểm với tốc độ vô cùng nhanh, tấn công một đòn về phía của Khương Lạc Ly. Khương Lạc Ly trúng đòn mà không kịp phản ứng, đứng hình mất 5 giây vô cùng bất ngờ. Sau đó, mà không còn sau đó nữa. Lúc này tại cung Thiên Đế, pháo hoa được bắn đầy trời trong một đêm trăng sáng. Bên trong lại vang lên thông báo, Khương gia của Thanh Châu đã đến, tặng cho thần tử một bộ binh thánh thượng cổ bất tử vượt tam chu, 100 miếng đỉnh cấp thánh đan, 1000 viên tuyệt phẩm thần nguyên. Những tên bên dưới nghe được thì trợn mắt hắn hốc mồm kinh ngạc với những lễ vật của Khương gia và nói: "Nhiều quà mừng đến như vậy à?" Suy cho cùng thì Khương gia và Quân gia cũng có nhiều quan hệ thông gia qua nhiều thế hệ. Khương gia cũng được xem là mẫu tộc của thần tử Quân gia. Các ngươi nhìn xem vị mỹ nhân mặc đồ trắng kia nhất định chính là thần nữ thần hoài tiên thiên đạo nhai Khương Thánh Y. Còn tiểu cô nương đi bên cạnh chắc hẳn là hòn ngọc quý của Khương gia Khương Lạc Ly, người sở hữu nguyên linh đạo thể. Nhưng mà cô bé Minh Châu kia có vẻ như là đang tức giận chuyện gì ấy. Nghe nói cô bé và thần tử Quân gia kia đã có đính ước đấy, một tên khác liền nói: "Nó còn là trẻ con mà, nhất định là đang giận dỗi, người trẻ tuổi bây giờ cũng chú trọng yêu đương tự do quá rồi."
Khương Thánh Y lúc này quay đầu lại thì thầm với Khương Lạc Ly, gặp rắc rối rồi nhỉ, để xem lần sau muội còn dám chạy ra ngoài làm loạn nữa không. Khương Lạc Ly bị tỷ tỷ trách móc thì tức giận nói, đừng để muội bắt gặp cái tên quái vật xấu xí kia lần nữa, bằng không muội sẽ đánh hắn một trận thật đau. Sau đó Khương Thánh Y liền nói, muội khẳng định muội đánh lại người ta không? Nếu không phải người đó là thiếu hiệp không có ý xấu, chỉ sợ là muội sẽ không còn nguyên vẹn và tham gia tiệc sinh nhật 10 tuổi của thần tử quân gia đâu. Lạc Ly lúc này vô cùng bướng bỉnh hét lớn, tỷ tỷ thật là đáng ghét, sao tỷ lại đi nói giúp người ngoài như vậy chứ? Ngay lúc này một vị thiếu niên từng bước tiến đến chỗ của hai tỷ muội đang nói chuyện và nói, xin chào Lạc Ly cô nương, lâu rồi không gặp. Cô nương bây giờ vẫn tốt chứ? Lạc Ly lúc này thì vẻ mặt vô cùng khó hiểu nói, xin lỗi, ngài là ai vậy? Vị thiếu niên này liền đáp, Lạc Ly cô nương quên rồi sao, ở Lạc Nguyệt bí cảnh chúng ta đã từng gặp nhau đó. Lạc Ly nghe vậy thì liền đáp, ồ thì ra ta nhớ ra rồi, ngươi chính là tên mà, là tên nào nhỉ? Thấy vậy tên thiếu niên này liền chắp tay lại cung kính giới thiệu, tại hạ là Hoang Cổ Diệp gia Diệp Tinh Vân. Khương Lạc Ly thấy một màn này thì thờ ơ phớt lờ không thèm để ý, vẫy tay nói, đúng, xin chào và tạm biệt nhé. Sau đó bước qua Diệp Tinh Vân không thèm ngoảnh lại. Khương Thánh Y thấy vậy thì hơi lo lắng quay qua nói nhỏ với Lạc Ly, muội như vậy là vô lễ quá rồi đấy. Còn Lạc Ly thì nói, muội thật sự không nhớ được tên đó mà hết cách rồi chứ bộ, tỷ tỷ cũng biết muội bị mù mặt mà, muội vốn không nhớ được kiểu gương mặt đại chúng như hắn đâu. Diệp Tinh Vân lúc này thì quế ề quê đến cả người rung lên, lão giả đi cùng với Tinh Vân thì quan tâm liếc sang hỏi, thiếu gia ngài không sao chứ? Diệp Tinh Vân lúc này thì cắn răng nói, phúc bá ta thấy cảm giác bị Lạc Ly cô nương lạnh nhạt cũng rất tuyệt đó nha, tên này đúng là chàng trai vàng trong làng Sim Chúa mà, ha ha. Một lúc sau khách mời đến dự tiệc sinh thần của thần tử đều đã đến đông đủ, Quân Chiến Thiên lúc này dõng dạc bước lên phía trên bàn chính diện ở trung tâm, sau đó quay xuống nói với toàn thể khách mời, mọi người cũng đã đến gần đông đủ rồi nhỉ, chư vị ngàn dặm xa xôi đến đây tham dự tiệc sinh thần của cháu trai ta, lão phu vô cùng cảm kích. Lúc này đám người bên dưới cũng thì thào bàn tán, nghe nói thần tử của quân gia mới 3 tuổi đã có thể đánh bại được người đứng thứ 10 trong danh sách rồi, không biết bây giờ đang ở cảnh giới nào nhỉ, e là đã đạt đến chân linh cảnh rồi phải không. Quân Chiến Thiên nghe thấy khách mời bên dưới bàn tán về cháu trai của mình thì vô cùng vui mừng, thầm nghĩ, ha ha, có không ít những người trẻ tuổi quả quyết đến đây đó chứ. Quân Trường Kiếm người đứng thứ 10 trong danh sách, Quân Tuyết Hoàng người đứng thứ 7 trong danh sách, Quân Vạn Kiếp người thứ 5 trong danh sách, Diệp Tinh Vân Hoang Cổ Diệp gia, Khương gia ở Thanh Châu có Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly. Bên dưới liền tò mò hỏi, không biết thần tử của quân gia bây giờ đang ở đâu, tại sao muộn vậy vẫn còn chưa xuất hiện nhỉ? Quân Chiến Thiên thấy khách mời hỏi vậy thì cười và lã thầm nghĩ, tên nhóc thối đó bây giờ đã chạy đi đâu rồi nhỉ, đến ta bây giờ cũng không biết nữa, thật là tức chết mà. Ngay lúc này từ trên nóc nhà bị thủng một lỗ to, một đạo thân ảnh phi thẳng xuống bên cạnh của Quân Chiến Thiên, từ sau làn khói bụi mù mịt Quân Tư Dao xuất hiện và nói, ha ha, đừng gấp mà ông nội, trong mấy phim siêu anh hùng thì không phải nhân vật chính thường xuất hiện sau cùng sao? Thấy cảnh này thì tất cả các khách mời đều vô cùng bất ngờ há hốc mồm, còn Quân Chiến Thiên thì mặt mày bí xị quay sang nhìn về phía của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lúc này té từ trên mái nhà xuống nhưng vẫn cố tạo dáng thật xoái khí và nói, tại hạ Quân Tiêu Dao là thần tử của quân gia, cảm tạ chư vị đã đến tham dự tiệc sinh thần 10 tuổi của ta. Quân Chiến Thiên thấy đứa cháu nội bất trị này làm trò mèo thì vô cùng tức giận chửi, tên tiểu tử này ngày quan trọng thế này mà vẫn đến trễ được, trong não người đang nghĩ cái gì thế hả? Quân Tiêu Dao lúc này thì đổ mồ hôi thầm hỉ, ui cha, lần này ông nội giận thật rồi đấy à, ta chạy về gấp quá té xém đi chầu ông bà ông vãi luôn rồi. Khương Lạc Ly lúc này chú ý đến thân hình và y phục của Quân Tiêu Dao mà dường như nhận ra gì đó. Lạc Ly ánh mắt trầm tư suy nghĩ, kiểu tóc này quần áo này có phải là hắn ta không nhỉ? Sau đó chợt nhận ra hắn chính là tên nhóc lúc trước chứ còn gì nữa. Khương Lạc Ly liền chỉ thẳng mặt của Quân Tiêu Dao và hô lớn, này tên kia đứng lại đó. Quân Tiêu Dao lúc này thì mồ hôi chảy đầm đìa thầm nghĩ, vãi cả trưởng thật, tiểu cô nương này sao cũng ở đây vậy, phải mau nghĩ cách lừa gạt cho qua chuyện thôi. Quân Tiêu Dao lúc này liền sử dụng chiếc lưỡi điêu luyện của mình để giải quyết vấn đề làm cho Lạc Ly thỏa mãn. Quân Tiêu Dao giọng điệu ngọt ngào nói với Khương Lạc Ly bên dưới, ô vị tiểu thư xinh đẹp này, chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi sao? Đi kèm với việc sử dụng chiếc lưỡi điêu luyện thì Tiêu Dao cố gắng óng ẹo tạo ra tư thế xoái khí nhất của mình. Khương Lạc Ly thấy một cảnh này thì cặn con mẹ nó, lời mồ hôi chảy đầm đìa không nói gì. Quân Tiêu Dao lúc này cũng quế ề quê đến nỗi không nói được gì nữa. Lạc Ly lúc này chạy thẳng lên phía của Tiêu Dao thành thực quan sát kỹ thì thầm nghĩ, tên khốn kia sao lại có khuôn mặt đáng yêu thế này, nhất định là mình đã nhìn nhầm người rồi. Sau đó cũng trưng ra bộ mặt vô cùng dễ thương hứng thú với thần tử của quân gia kia. Còn Tiêu Dao thì cũng vô cùng bất ngờ đến đổ cả mồ hôi thầm nghĩ, con nhóc này cũng là cao thủ diễn xuất ư, lần này gặp phải cu thảo trong làng diễn xuất rồi. Khương Thánh Y lúc này bên dưới thì đổ mồ hôi thầm nghĩ, nha đầu Lạc Ly này tật xấu lại tái phát rồi, chỉ cần nhìn thấy thứ gì mà cảm thấy đáng yêu thì sẽ biến thành cái đức hạnh này đây. Quân Chiến Thiên đứng nhìn một màn vừa rồi thì cũng vô cùng bất ngờ nói, này này này, thực sự là có biến rồi ư? Sau đó vỗ vào vai của Tiêu Dao một phát thật mạnh và nói, tiểu tử ngươi cũng được đấy chứ. Sau đó nói lớn về phía của Tiêu Dao và Lạc Ly, tuy là các ngươi đã quen biết trước nhưng ta vẫn phải chính thức giới thiệu một chút. Tiêu Dao, vị này là Lạc Ly cô nương, viên ngọc quý của Khương gia, cũng là vợ chưa cưới của người đó, tuy trong nhỏ nhắn nhưng con bé lớn hơn ngươi một tuổi đấy. Tiêu Dao lúc này đang bình thường thì thốt lên, nani cái lề gì thốn. Còn Khương Lạc Ly khi nghe xong thì đỏ mặt vô cùng bất ngờ nói, hà hà, thật vậy sao? Trong lòng thì khoái khoái chảy nước miếng hết còn bầy đặt ngại. Còn Diệp Tinh Vân bên dưới cũng vô cùng bất ngờ há hốc mồm kinh ngạc không tin nổi. Còn Tiêu Dao lúc này thì đơ người thầm nghĩ, không, tại sao đột nhiên lại biến thành thế này, mình đã là thần tử rồi mà còn không thoát được hôn nhân sắp đặt sau, đúng rồi, chỉ cần để tiểu cô nương này ghét mình là được. Đem chuyện người trêu chọc cô ta lúc chiều chính là mình nói với cô ta thôi. Đúng lúc này Lạc Ly lấy từ trong tay áo ra một viên đan dược đưa cho Tiêu Dao và nói, cái này cho ngươi này. Quân Tiêu Dao lúc này nhìn về phía viên đan dược màu vàng đang phát sáng mà hỏi,
Lạc Ly cô nương à, đây là gì vậy? Lạc Ly lúc này tỏ vẻ vô cùng dễ thương, ánh mắt lấp lánh nói, đây là linh đan luyện từ nước của suối bất lão, người mau ăn đi. Đồng ý với ta giữ nguyên khuôn mặt như bây giờ, đừng lớn lên nữa nhé, nếu không sẽ không còn đáng yêu nữa đâu. Quân Tiêu Dao nhìn về viên đan dược thầm nghĩ, không được rồi, đứa nhỏ này bệnh chắc cũng không nhẹ đâu, ta phải bình tĩnh nào. Quân Tiêu Dao cố gắng không từ bỏ suy nghĩ ban đầu, nhất định phải nghĩ cách hủy bỏ cái hôn ước này mới được. Quân Tiêu Dao liếc mắt nhìn quanh thì thấy Quân Linh Lung đang đứng phía xa, sau đó một ý tưởng xấu xa liền nảy ra trong đầu của Tiêu Dao. Sau đó Quân Tiêu Dao chỉ tay về phía của Quân Linh Lung và ra hiệu, cô mau nhảy ra đây đi, nói chúng ta đã ước định chung thân, giá cả thì tùy cô quyết định. Quân Linh Lung lúc này thì kinh hãi tột độ trước hành động của Quân Tiêu Dao thẩm mỹ. Tên thần tử kia bo vách cổ chảy ra nước đó vậy mà hào phóng như vậy sao? Sau đó Quân Linh Lung ra hiệu trả lời, nhưng mà ta từ chối, ta còn muốn sống sót rời khỏi đây. Sau đó Tiêu Dao ra hiệu trả lời lại, cô là người hầu của ta, theo lý nên nghe theo sắp xếp của ta chứ. Quân Linh Lung thì ra hiệu đáp, xin lỗi nha, ta chọn từ chức. Tiêu Dao lúc này miệng cười nhưng trong lòng thì cả cục tức trà bá lửa rồi. Quân Linh Lung cô nhớ kỹ đấy, đồ người hầu Mehisama mà bỏ chủ. Quân Linh Lung lúc này cười vô cùng gian xảo thẩm mỹ, chỉ là ta muốn xem kịch thật kích thích và hít được thật nhiều ra ma mà thôi, cười tém lại một xíu mới được he he. Những khách mời bên dưới thì liên tục vỗ tay chúc mừng và khen, cả hai đúng là trai tài gái sắc duyên trời tác hợp mà. Quân Tiêu Dao lúc này miệng cười giao lưu nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, mà nó mấy người này có từng xem xét ta vẫn chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi hay chưa. Ai cũng được tới dập tắt cái bầu không khí này dùng cái. Ngay lúc này tên Diệp Tinh Vân vỗ mạnh tay xuống bàn một cái và hét lớn, ta không đồng ý hôn sự này. Quân Tiêu Dao nghe nói vậy thì vô cùng vui mừng đến rớt nước mắt, nhìn về phía vị cứu tinh của đời mình là Diệp Tinh Vân kia. Diệp Tinh Vân lúc này nắm chặt tay tiếp tục hét lớn, ta không đồng ý với hôn sự này. Phúc Bá bên cạnh liền đứng ra ngăn lại và nói, thiếu gia ngài không thể gây rối như vậy được. Còn tên Diệp Tinh Vân thì vẫn cứng đầu nói, ta không phải là gây rối. Lúc này Quân Chiến Thiên đứng phía trên thì lớn tiếng nói, thật là nực cười, hôn sự của Quân gia chúng ta từ bao giờ đến lượt các ngươi chen vào vậy. Quân Tiêu Dao lúc này vội đưa tay ra ngăn ông nội lại và nói, ông nội à, người khoan hả, tức giận đã. Sau đó Quân Tiêu Dao bước xuống phía dưới tiến lại phía trước của Diệp Tinh Vân, cung kính chấp hai tay lại và nói, dám hỏi quý danh của công tử là gì vậy? Tên Diệp Tinh Vân liền dõng dạc trả lời, ta họ Diệp của Hoang Cổ Diệp gia Diệp Tinh Vân. Quân Tiêu Dao lúc này mỉm cười và nói, Diệp công tử có thể thấy được từ cổ chí kim đến nay, loại chuyện cướp dâu này đều phải thể hiện sức mạnh của bản thân thì mới có thể làm được. Tên Diệp Tinh Vân này cũng vô cùng bình tĩnh trả lời, như vậy rốt cuộc là thế nào? Thần tử của Quân gia muốn so tài cùng với Diệp Mỗ ư? Quân Tiêu Dao lúc này nở một nụ cười thân thiện lên và nói, có gì mà không được chứ. Đám người bên dưới lúc này thì lại xôn xao bàn tán, này này thật hay giả đó, thần tử Quân gia và thiếu gia của Diệp gia muốn đấu với nhau sao? Có kịch hay để xem rồi. Cùng lúc này Quân Tuyết Hoàng đang thưởng thức ly rượu trên tay của mình thì tên Quân Trường Kiếm tiến đến và nói, nghe nói lần này ngươi đặc biệt xuất quang sớm là vì muốn đến tham dự tiệc sinh thần 10 tuổi của Tiêu Dao đệ đệ đúng không? Tuyết Hoàng mặt không cảm xúc liền đặt ly rượu xuống và trả lời, dẫu sao thì Tiêu Dao đệ đệ mới chỉ 3 tuổi mà đã có thể đánh bại ngươi cũng có chút kỳ lạ. Tên Trường Kiếm bị đâm một nhát chí mạng thì vô cùng tức giận cắn răng nhìn xuống, nhưng không thể nào phản bác lại được. Sau đó hắn nhìn về phía của Quân Vạn Kiếp và thầm nghĩ, nhưng so với cô ta vị này còn hiếm lạ hơn, với tính cách của hắn ta mà lại đến tham gia một bữa tiệc như thế này ư? Một lúc sau bên ngoài sân của yến hội, Quân Tiêu Dao cùng Diệp Tinh Vân chuẩn bị chiến đấu với nhau để cướp dâu, Phúc Bá đi cùng với Diệp Tinh Vân đứng bên ngoài thở dài. Ây da, hai vị công tử có nhất thiết phải đấu với nhau như vậy không? Diệp Tinh Vân lúc này ngưng tụ linh lực vào hai ngón tay phải của mình và nói, Phúc Bá cứ yên tâm đi, ta biết chừng mực mà, sẽ không làm thần tử Quân gia bị thương đâu. Sau đó xông về phía của Tiêu Dao mà hét lớn, thần tử Quân gia tiếp chiêu đi. Sau đó tung ra tuyệt chiêu loạn tinh chỉ tấn công thẳng về phía của Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nhìn thấy đòn tấn công này thì cũng hơi trợn mắt kinh ngạc. Đám khách mời xung quanh xem kịch thì bàn tán, Diệp gia tinh thần vương thể quả thật danh bất hư truyền, không biết thần tử Quân gia sẽ đối phó thế nào. Nhìn thấy đòn tấn công của Diệp Tinh Vân, nét mặt kinh ngạc khi nãy của Tiêu Dao thì ra là kinh ngạc vì nó quá yếu. Sau đó vô cùng dễ dàng hất tay một cái đánh văng tay phải của Diệp Tinh Vân lên trời, làm đòn tấn công loạn tinh chỉ của Diệp Tinh Vân bị vô hiệu hóa. Nhưng liền ngay sau đó Diệp Tinh Vân ánh mắt đầy quyết tâm, vận công thi triển loạn tinh chỉ vào tay trái cho thẳng về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thấy tên Diệp Tinh Vân có thể thi triển tấn công cả hai tay thì rất bất ngờ, hớt hãi né tránh. Được thế tấn công, Diệp Tinh Vân liên tục tấn công dồn dập về phía của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao né về sau rồi lại xoay sang trái, vẻ mặt lúc này kiểu cái lùng mía tấn công dồn dập vừa lờ thế. Sau một lúc tấn công vũ bão thì lúc này Diệp Tinh Vân kia cũng dừng lại do tiêu hao quá nhiều linh lực. Quân Tiêu Dao thì vẫn còn chưa đứng vững sau khi né quá trời quá đất các đòn tấn công vừa rồi. Diệp Tinh Vân lúc này thì mở mồm thở như trâu thầm nghĩ, vậy mà tên Quân Tiêu Dao kia lại tránh được tất cả đòn tấn công của ta ư? Ảo ma la gia đa vãi lìn thật. Quân Tiêu Dao thì đã ổn định lại cơ thể, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Diệp Tinh Vân nhìn vẻ mặt vô cùng giả chân của Quân Tiểu Dao thầm nghĩ, người ngoài nhìn vào thì dường như là hắn đang miễn cưỡng chống đỡ sẽ tấn công của ta, nhưng trên thực tế thì ta vốn không thể chạm được vào người hắn. Đang suy nghĩ thì Diệp Tinh Vân nhìn về phía của Khương Lạc Ly. Lạc Ly lúc này trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Khương Lạc Ly nhìn một màn né tránh vô cùng điệu nghệ của Quân Tiêu Dao đến chết mê chết mệt. Xin chúa, Diệp Tinh Vân thấy cờ rút nhìn xe đám Quân Tiêu Dao thì cắn răng đầy tức giận thi triển linh lực của bản thân lên chuẩn bị tấn công Quân Tiêu Dao và thẩm mỹ, tuyệt đối không thể bị xấu mặt trước Lạc Ly cô nương được. Diệp Tinh Vân lúc này thúc động một đạo phù văn thần bí trước trán của bản thân, linh lực màu xanh cuồn cuộn mạnh mẽ xuất hiện xung quanh khi hắn thúc động khẩu quyết tinh thần chân thân. Quân Tiêu Dao thấy Diệp Tinh Vân thi triển con bài tẩy thì đổ mồ hôi kinh ngạc thầm nghĩ, ơ cái này hình như có hơi không ổn rồi nhỉ. Diệp Tinh Vân thi triển thôn tinh hắc động trưởng vô cùng uy lực tấn công về phía của Quân Tiêu Dao còn hô lớn, ha ha ha, để ta xem Tiêu Dao ngươi né tránh kiểu gì đây, dậy mà múa nữa đi, múa nữa đi.
Quân Tiêu Dao thấy đòn tấn công đến trước mặt thì biểu cảm vô cùng hối hận, chảy nước mắt nói: "Thật là vãi cả linh hồn múa mai, đùa giỡn có một xíu mà ăn đờ bờ ăn cút sao?" Diệp Tinh Vân toàn lực thi triển Thôn Tinh Hắc Động Chưởng về phía của Quân Tiêu Dao. Từ lòng bàn tay của Diệp Tinh Vân mãnh liệt sao trời pháp lực, ngưng tụ thành một cái tỏa ra ánh sáng lung linh. Ánh sao sáng chói giống như lạc ấn lấy quần tinh vận chuyển quỹ tích, đây là chỉ có tinh thần vương thể mới có thể thi triển ra võ học thần thông uy lực mạnh mẽ như này. Quân Tiêu Dao bị những vòng linh lực màu xanh cuồn cuộn quấn lấy không thể thoát thân, dính trọn trong đoàn tấn công của Diệp Tinh Vân. Quân Tiêu Dao vận dụng linh lực vào tay trái, cắn răng thẩm nghĩ: "Nếu cứ tiếp tục thế này, ta sẽ bị chiêu thức của tên Diệp Tinh Vân này xé vụn thành từng mảnh mất." Sau đó từ giữa những vòng linh lực màu xanh đó, ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, kèm theo tiếng hô lớn của Tiêu Dao: "Thần tự trấn ngục kình, triển!" Ngay lập tức huyễn ảnh của một con voi lớn hiện ra, đối chọi lại với những vòng linh lực màu xanh cuồn cuộn ánh sao của tên Diệp Tinh Vân kia. Khương Thánh Y lúc này thấy linh lực màu vàng kim của Quân Tiêu Dao thì vô cùng bất ngờ thốt lên: "Linh khí màu vàng đó là Thái Cổ Thánh Thể ư? Những tên đến dự tiệc hóng ra ma bên dưới thì xôn xao bàn tán, đó thật sự là Thái Cổ Thánh Thể ư? Lẽ nào 10 năm trước có thể gây ra dị tượng vạn thánh triều bái chính là nó?" Một tên khác thì nói: "Nhưng không phải nghe đồn Thái Cổ Thánh Thể đã trở thành phế thể bị thiên đạo xiềng xích rồi sao?" Một tên nhìn có vẻ thông thái vuốt râu nói: "Sợ là Quân gia tiêu hao không ít tài nguyên để giúp cho đứa trẻ này phá vỡ mấy đạo xiềng xích của thiên đạo rồi nhỉ. Nhưng cho dù là như vậy thì con đường tu hành của Thái Cổ Thánh Thể cũng không dài được đâu." Diệp Tinh Vân và Quân Tiêu Dao so trưởng với nhau vô cùng kịch tính, chưa phân thắng bại. Cả hai ánh mắt vô cùng kiên định, dùng hết thực lực của bản thân. Sau đó không lâu thì huyễn ảnh của thần tượng dần tiêu biến, bị Thôn Tinh Hắc Động Chưởng đánh tan, sau đó tấn công thẳng vào cơ thể của Quân Tiêu Dao. Tên Diệp Tinh Vân lúc này dường như do sử dụng quá mức tinh thần vương thể của bản thân nên không còn tỉnh táo mà dừng lại được đòn công kích của mình. Quân Tiêu Dao bị đánh văng lên trời trong đau đớn, còn Diệp Tinh Vân lúc này vẫn chưa lấy lại được ý thức, chỉ chợt có chút cảm nhận. Quân Chiến Thiên thấy Diệp Tinh Vân bị đánh bay thì vô cùng lo lắng, mặt tái xanh há hốc mồm trong lo sợ. Quân Tiêu Dao lúc này rớt cái bịch xuống đất như kiểu không còn khả năng chiến đấu. Tên Diệp Tinh Vân thì đã lấy lại được ý thức, nhìn về phía của Tiêu Dao. Những tên khách mời bên dưới thì cũng vô cùng bất ngờ trước kết quả này. Quân Linh Lung thì đổ mồ hôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bình thường tên tiểu thần tử này làm việc vô cùng cẩn thận, tính toán chi li lắm mà, nhưng hôm nay sao lại như thế này được? Quân Tiêu Dao lúc này bất tỉnh nằm trên đất, mặt mày băm dập, miệng chảy đầy máu, nhìn vô cùng nghiêm trọng. Phúc Bá thấy vậy thì tức giận hét lớn kêu tên của Diệp Tinh Vân: "Thiếu gia, sao ngài lại có thể mạnh tay như vậy với một đứa trẻ 10 tuổi chứ?" Diệp Tinh Vân lúc này hớt hải giải thích nói: "Không phải đâu Phúc Bá à, ta không có ra tay mạnh đến như vậy đâu." Diệp Tinh Vân lúc này nhớ lại lúc cả hai đang so trưởng với nhau, trong lúc vô cùng quan trọng thì Quân Tiêu Dao lại khẽ cười và nháy mắt với Diệp Tinh Vân. Trong lúc đó thì Diệp Tinh Vân vẫn chưa hiểu được hàm ý của cái nháy mắt này. Liền sau đó Quân Tiêu Dao hai tay thu lại linh lực của thần tượng trấn ngục kình, nên đòn tấn công Thôn Tinh Hắc Động Chưởng của Diệp Tinh Vân mới đánh thẳng lên người cậu. Quân Tiêu Dao lúc này còn sử dụng khả năng diễn xuất để bổ trợ cho đòn tấn công và hô lên thống khổ: "A a a." Diệp Tinh Vân lúc này từ phía xa nhìn thấy Quân Tiêu Dao đang nằm trong tay của Phúc Bá mà thầm nghĩ: "Thằng chó này, mày lừa bố mày, là mày cố tình đúng không?" Diệp Tinh Vân lúc này lấy tay nắm lấy áo của Phúc Bá, giọng nói vô cùng khó khăn: "Khụ khụ, lão bá à, xin đừng trách móc Diệp công tử, dù gì cũng là do ta đề xuất chuyện tỉ thí mà." Sau đó Tiêu Dao làm ra vẻ mặt vô cùng vị tha cười với Phúc Bá và nói: "Diệp công tử tu vi vô song hơn người, cuộc tỉ thí này ta thua rồi. Ai ai cũng biết Thái Cổ Thánh Thể là một phế thể, tư chất của Quân Tiêu Dao ta không cao, không dám làm lỡ mất tương lai của Khương tiểu thư, hôn ước này vẫn nên hủy bỏ đi thì hơn." Quân Chiến Thiên quá hiểu đứa cháu nội của mình thì tức đến hóa đá, rơi vào trầm tư thầm nghĩ: "Thằng nhóc này cứ đợi đó cho ta, ta sẽ dạy dỗ ngươi sao?" Còn Khương Lạc Ly thì nở một nụ cười giả chân, nhưng trong lòng thì vô cùng tức giận thầm nghĩ: "Tên này đơn giản chỉ là đang chê ta thôi đây mà." Sau đó liền chạy đến chỗ của Tiêu Dao ôm chầm lấy tay và nói: "Tiêu Dao ca ca, xin hãy yên tâm đi, cho dù ca ca có là Thái Cổ Thánh Thể gì đó, Lạc Ly cũng sẽ không bao giờ rời xa ca ca đâu." Tiêu Dao nghe những lời nói và thấy những hành động này của Lạc Ly thì vẻ mặt vô cùng sợ hãi, giật bắn người nói lớn: "Rõ ràng là cô còn lớn tuổi hơn ta mà, sao lại gọi ta là ca ca gì chứ? Đừng có đến gần ta như vậy." Bên trong đại điện, tên Quân Vạn Kiếp vô cùng tức giận, tay rung lên bóp nứt cả ly rượu. Khi thấy kết quả cuộc thi đấu giữa Quân Tiêu Dao và Diệp Tinh Vân, tên Quân Vạn Kiếp đặt ly rượu xuống giận dữ nói với tên Quân Trường Kiếm: "Đúng là làm sằng làm bậy, không hổ là đích hệ sinh ra đã ngậm thìa vàng." Tên Quân Trường Kiếm ngồi đối diện rót rượu cũng gật đầu đồng ý và nói: "Chúng ta không biết phải nỗ lực bao lâu mới có thể có được cái đó, người ta lại sinh ra đã có rồi." Đúng lúc này một tên nam tử tóc trắng giận dữ nói: "Cái oát đờ heo thì vậy, đây mà là cái được gọi là Thái Cổ Thánh Thể sao?" Lúc này từ trên mái nhà của Cung Thiên Đế có những bóng người nhìn xuống sân thi đấu của Quân Tiêu Dao và Diệp Tinh Vân. Đám người bên dưới cũng phát hiện và đổ dồn sự chú ý lên trên mái nhà. Trên mái nhà của Cung Thiên Đế là Lang Thanh Nhã và ba tên yêu tộc. Tên yêu tộc tóc trắng khoanh tay cười khinh bỉ và nói lớn: "Thái Cổ Thánh Thể một trong năm thể chất mạnh nhất gì chứ, ngay cả những ánh sao le lói như đom đóm mà cũng đánh không lại nữa." Quân Tiêu Dao nhìn lên không cảm xúc mặc kiểu: "Đám ngáo ngơ nào đây, trời đến phá đám không đúng lúc gì hết vậy, mà thằng tóc trắng kia là thằng ất ơ nào mà nói chuyện bố láo thế nhở?" Quân Chiến Thiên từ xa cảm nhận được khí tức của tên tóc trắng đó thì thầm nghĩ: "Tên đó là Thái Cổ Long tộc à?" Lúc này ở bên trên mái nhà, tên Long tộc tóc trắng kia giọng nói vô cùng lạnh lùng gọi tên của Lan Thanh Nhã. Lan Thanh Nhã mặt vô cùng sợ hãi, mồ hôi đầm đìa khi được gọi tên. Sau đó tên Long tộc này đá thẳng cẳng Lan Thanh Nhã xuống giận dữ nói: "Người đang chơi đùa với bổn đại gia ta à? Bổn đại gia ta nghe người nói có Hoang Thái Cổ Thánh Thể bẩm sinh đột phá được xiềng xích của thiên đạo, nên ta mới đến đây xem thử đó." Quân Tiêu Dao lúc này nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm về phía tên Long tộc kia không nói lời nào. Ok, video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn muốn xem thêm hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Nhớ bật chuông thông báo để khi ra video tiếp theo YouTube còn thông báo cho các bạn nữa. Bây giờ thì xin cảm ơn và tạm biệt các bạn.